chương 2040, việc rất nhỏ. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi lại nói cái gì. Đại bi lão nhân nhìn đột nhiên xuất hiện phó cản khôn, ánh mắt nghi hoặc, khóe miệng mang theo tiên huyết hỏi. Nhưng trong lòng thì thất kinh, cuốn lên sóng to gió lớn. Từ lúc hắn bị chấp pháp điện để mắt tới sau, hắn cũng không từng dùng qua đại bi lão nhân danh tự này. Hiện tại phía trước đột nhiên xuất hiện một cao thủ, thuận miệng lại nói ra tên hắn, như thế nào làm cho hắn không sợ hãi. Chẳng lẽ người nọ là chấp pháp điện người? Đại bi lão nhân trong lòng nôn nóng vạn phần, vô cùng khẩn trương cùng tâm thần bất định, nhưng trên mặt nhưng thủy trung lộ ra một bộ nghi hoặc, nhưng lại kiêu căng khó thuần bộ dáng. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn ánh mắt bình tĩnh, không buồn không vui, chưa từng bị phó càn khôn trên thân khí thế kinh sợ nói, ngược lại không gì sánh được đạm định, ánh mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy, rất là ngạo nghế, coi nhẹ sinh tử. Hắn mặc dù bị xưng là đại bi lão nhân, chính là lĩnh ngộ đại bi ý cảnh, không lấy vật hỷ, không lấy kỳ bi, có khả năng vạn bản quy nhất, huống chi hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, tại hồn thiên thương hội bao vây rồi, cơ hồ chắc chắn phải chết, cái loại này coi nhẹ sinh tử khí chất một cách tự nhiên liền biểu hiện ra ngoài. Nếu như là chấp pháp điện cao thủ, tự nhiên sẽ bị hắn loại này biểu diễn cho mê hoặc. Lúc này đại bi lão nhân trong lòng đã làm tốt chết định, lúc đầu đại bi lão nhân còn muốn liều mạng kéo mấy cái hồn thiên thương hội người chịu chết nhưng hiện ở trong lòng hắn đã không có bất luận cái gì may mắn, nếu như mình bị chấp pháp điện người để mắt tới, như vậy tự bảo đúng là hắn lựa chọn tốt nhất, bằng không một khi bị chấp pháp điện người bắt, tại loại này đáng sợ hình phạt phía dưới, hắn không dám hứa chắc mình nhất định có khả năng thủ trụ bản tâm. Không phải hắn không tin mình, mà là chấp pháp điện đáng sợ, có thể để cho giả anh dừng khóc, hắn không dám có bất kỳ may mắn. Sở dĩ, đại bi lão nhân lập tức liền dũng động chân nguyên trong cơ thể, tùy thời định tự bảo không cần khẩn trương như vậy ta là tần trần bằng hiếu là tới cứu ngươi phó càn khôn con mắt gì trong nháy mắt thì nhìn ra đại bi lão người nội tâm ý kiến đối đại bi lão nhân tăng thêm vài phần kính ý có thể đem chính mình sinh tử không để ý đều đáng giá phải nhường người kính nể đáng tiếc phó càn khôn nói cũng không để cho đại bi lão người ta buông lỏng cảnh giác ngược lại càng căng thẳng hơn trần thiếu bằng hiếu đua gì thế trần thiếu bằng hiếu hắn cũng đều nghe nói qua một chút chưa từng nghe nói qua có người trước mắt huống chi coi như đối phương là trần thiếu bằng hiếu như thế nào lại tại thiên lôi thành đồng thời biết mình gặp nạn cũng chỉ có chấp pháp điện mới có như vậy thực lực truy tung đến bọn họ nếu như phó càn khôn nói mình là đan các người đại bi lão nhân có lẽ còn có thể nhiều tin vài phần nhưng trực tiếp nói trần thiếu bằng hiếu đại bi lão nhân làm sao có thể tin trên mặt vẻ cảnh giác tức khắc càng sâu phó càn khôn không khỏi không nói gì bản thân liền như thế giống phá hư người sao tính không thèm phí lời với hắn quay đầu trực tiếp mang trở về được. Nghĩ tới đây, Phó Càn Khôn trực tiếp chụp vào đại bi lão nhân, đại bi lão nhân càng thêm chắc định ý nghĩ của mình, dưới tức giận vội vàng sẽ tự bảo. Nhưng Phó Càn Khôn xuất thủ, đại bi lão nhân làm sao có thể trốn. Chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt bị giam cầm, vô luận như thế nào huy động đều điều động không được, thoáng cái liền bị Phó Càn Khôn nắm trong tay. Xong, đại bi lão nhân tràn ngập tuyệt vọng, sau đó liền thấy Phó Càn Khôn quay đầu nhìn về phía hồn thiên thương hội một đám người. Hồn thiên thương hội vài tên cao thủ lúc này sớm đã bị phó càn khôn hù dọa đến run lẩy bẩy, chứng kiến phó càn khôn nhìn sang, vội vàng thân thể run lên, liền cung kính hành lễ nói, chẳng biết hắc bi đại nhân tới trước, không có từ xa tiếp đón, xin thỉnh hắc bi đại nhân thứ tội, chẳng biết hắc bi đại nhân. Mấy người nói còn chưa dứt lời, phó càn khôn cũng đã giơ tay lên tát qua một cái, rầm rầm rầm, hồn thiên thương hội vài tên cao thủ mang trên mặt vẻ hoảng sợ, liền cơ hội phản kháng cũng không có, trong khoảnh khắc bị đánh nổ lên đến, ào ào hóa thành một chất đống máu. Tại thiên lôi thành diếu võ dương oai, ai cho các ngươi lòng can đảm. Phó Càn Khôn hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, lúc này mới biến mất. Mãi đến Phó Càn Khôn rời khỏi, trên sân mới truyền đến tất cả xôn sao tiếng. Hắc tu hội cao thủ vậy mà trực tiếp liền giết hồn thiên thương hội cao thủ, đây là muốn đem hồn thiên thương hội cũng cùng nhau tiêu diệt sao? Dĩ nhiên là tại thiên lôi thành lần thứ hai đưa tới khắp nơi oanh động. Hắc tu hội phủ đệ, Hắc nô tại thiên đế sơn sơn trị liệu chính dưới thương thế đã khỏi hẳn không ít, lúc này nôn nóng đi tới đi lui, không biết đại bi lão nhân như thế nào đây. Hắc nô, người liền yên tâm tốt phó tiền bối xuất thủ, tất nhiên bắt vào tay. U thiên tuyết khuyên một câu sau, cũng sẽ không khuyên nữa, bởi vì nàng nhìn ra, tại chưa thấy đại bi lão nhân trước, Hắc nô làm sao cũng thả lỏng không xuống. U thiên tuyết lời mới vừa dứt, bỗng nhiên, thiên đế sơn sơn chủ, U thiên tuyết cùng cơ như nguyệt tất cả đều đứng lên. Siêu trong đại sảnh một đạo nhân ảnh hiện lên liền thấy phó càn khôn mang theo đại bi lão nhân trở lại phủ đệ âm um, không đợi u thiên tuyết bọn họ mở miệng phó càn khôn liền thuận tay đem đại bi lão nhân ném xuống đất thản nhiên nói người mang về gia hỏa này còn chưa tin ta lại muốn tự bảo các người cố gắng khuyên nhủ đi đại bi lão nhân hắc nô thoáng cái liền sông lên hắc nô người tại sao lại ở chỗ này đại bi lão nhân bị ném phải đau đớn không thôi chứng kiến hắc nô cũng ở nơi đây lập tức liền cả kinh sau đó trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, Hắc nô cư nhiên ở chỗ này. Hắn cũng bị bắt, Đại bi, ngươi xem thật kỹ một chút, những người này đều là ai? Hắc nô cười, một lòng triệt để để xuống, hai người khổ tấn Cam Lai, cuối cùng là an toàn. Đại bi lão nhân trước bị hồn thiên thương hội người vây quanh, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết, mà vị đại nhân này mới đi chốc lát, liền đem đại bi lão nhân cho cứu trở về, có thể thấy được sự đáng sợ của thực lực, tuyệt đối cái thế vô song nghĩ không ra Trần Thiếu tại vũ vực dĩ nhiên có phát triển tốt như vậy, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Hắc Nô kích động hướng về phía Phó Càn Khôn chắp tay nói: Cảm ơn cái gì, việc rất nhỏ. Phó Càn Khôn tùy ý khoát khoát tay, đối với hắn mà nói, thật đúng là làm việc nhỏ. Đại Bi lão nhân ngay từ đầu còn cực lo lắng, về sau chứng kiến Hắc Nô kế tiếp lại gặp được U Thiên Tuyết bọn họ, càng là chứng kiến Hạ vô thương đám người, một lòng tức khắc để xuống. Nguyên lai like người này thật đúng là Trần Thiếu bằng hiếu. Trên thực tế, trước Phó Càn Khôn giơ tay lên kích sát hồn thiên thương hội cao thủ thời điểm, hắn đã có như vậy một chút suy đoán. Một phen trị liệu sau, đại bi lão nhân trên thân thương thế cũng từ từ khỏi hẳn, dần dần khôi phục một ít. Trong lòng hắn không có ý tứ, lúc này đi tới Phó Càn Khôn phía trước tiến hành xin lỗi, người khác tốt tâm tới cứu mình, bản thân lại loại thái độ đó, trong lòng khó tránh khỏi có một ít băn khoăn. Trên người người còn có rất lớn tai họa ngầm, mặc dù là huyết mạch chi lực, cũng có chút vấn đề phó càn khôn quét mắt đại bi lão nhân, từ tốn nói, mà hậu chiêu trưởng mang ra, trực tiếp vỗ vào đại bi lão nhân đỉnh đầu, ngươi đừng động. Vù vù, một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào đại bi lão thân thể người trong, tại cải tạo đại bi lão người huyết mạch. chương 2041, người vô tích sự. Phó càn khôn chính là đã từng huyết mạch thánh địa hội trưởng, đại lục đệ nhất nhân tồn tại, tại huyết mạch tạo nghệ ở trên tự nhiên không giống bình thường. Có lẽ cùng năm đó Trần Thiếu cũng sàn sàn với nhau. Hiện tại hắn xuất thủ, tự nhiên có thể đơn giản cải tạo đại bi lão người huyết mạch trong cơ thể, đem trong thân thể hắn chỗ thiếu hụt bù đắp. Đại bi lão nhân trước đây bị Tần Trần mang tới vũ vực thời điểm, chỉ là đỉnh phong võ hoàng tu vi, về sau Tần Trần tiến vào cổ ngu giới, hắn mặc dù tại đan các dưới sự trợ giúp, đột phá đến cửu thiên vũ đế cảnh giới, nhưng trên thực tế trên thân còn có một chút vấn đề không có bị triệt để tiêu trừ. Mấy vấn đề này, coi như là Âu Dương Chính Kỳ cũng không cách nào giải quyết, chỉ có Tần Trần mới có biện pháp. Kết quả về sau tần trần thất tung vẫn kéo đến bây giờ, nhưng phó càn khôn bây giờ thấy sau, thuận tay liền thay đại bi lão nhân giải quyết. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. ầm, uhm, đại bi lão nhân chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung lực lượng đáng sợ ở trong thân thể điên cuồng dũng động, cả người phát nhiệt, khí tức bốc lên, như là có lực lượng gì ở trong thân thể hồi phục một dạng, tại phá kén trọng sinh. Dưới con mắt mọi người, đại bi lão người tu vi trực tiếp đề thăng theo nguyên bản cử thiên vũ đế sơ kỳ trong nháy mắt để thăng tới cử thiên vũ đế sơ kỳ đỉnh phong thực lực ước chừng tăng vọt mấy lần phó càn khôn thu hồi bàn tay thản nhiên nói không sai biệt lắm ngươi trong huyết mạch chỗ thiếu hụt ta đã thay ngươi bù đắp sau này ngươi có thể vô hạn để thăng ngươi trong cơ thể huyết mạch chi lực đến lúc đó đột phá trung kỳ võ đế thậm chí hậu kỳ võ đế cũng không có vấn đề gì bất quá xuống dưới nữa có thể đi tới một bước nào cũng chỉ có thể xem chính ngươi đại bi lão nhân thiên phú là có năm đó ở bắc thiên vực hắn có thể lấy nhất giới tán tu thân phận đột phá đến võ hoàng cảnh giới thì có khả năng nhìn ra cần biết tại bắc thiên vực cái loại địa phương đó coi như là một ít hoàng cấp thế lực thiên tài người thừa kế cũng chưa chắc nhất định có thể trở thành võ hoàng đại bi lão nhân võ đạo thiên phú thậm chí so những đại thế lực kia thiên kiêu tri tử đều còn đáng sợ hơn lại thêm đại bi lão nhân xem như tán tu nếm hết nhân gian khó khăn nhìn quen lòng người dễ thay đổi nắm giữ đại bi ý cảnh tương lai thành tựu Tự nhiên bất khả hạn lượng. Nhưng duy nhất có thể tiếc là, hắn bỏ qua điều kiện tốt nhất cơ hội tu luyện, hôm nay tuổi quá lớn, sở dĩ Phó Càn Khôn cũng chẳng qua là cảm thấy Đại Bi lão nhân có thể đi tới cự phách phó đế bước này, thế nhưng đi lên trước nữa, liền khó nói chắc, chỉ có thể nhìn người gặp gỡ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Đại Bi lão nhân chỉ cảm thấy cả người khí huyết cuồn cuộn, có dùng không hết lực lượng, vui mừng, vội vàng không người hành lễ. Ta cũng là thuận tay hỗ trợ a. Phó Càn Khôn khoát khoát tay hắn là như vậy xem đến đại bi lão nhân tại mộng nhạc bên ngoài quán rượu cái loại này không khuất phục nghị lực coi nhẹ sinh tử thái độ lòng có thưởng thức khôn ngoan thi viện thủ a nếu không phó càn khôn ở chỗ này lâu như vậy cũng không thấy hắn như thế nào chỉ điểm hạ vô thương đám người ngược lại thiên đế sơn sơn chủ tận tâm tận lực chỉ điểm người khác phó càn khôn dù sao cũng là đã từng huyết mạch thánh địa hội trưởng trong lòng phần kia cao ngạo vẫn có đại bi lão nhân chúc mừng hắc nô đi tới trước kích động nói ra hắn hôm nay chỉ là đỉnh phong võ hoàng tu vi thôi, nhưng xem đến đại bi lão nhân có trưởng thành, nội tâm nhưng cũng thành thật mừng thay cho hắn. Hắc nô, đại bi lão nhân nhìn hắc nô, nội tâm cảm động, đồng thời cũng khe khẽ thở dài. Hắc nô mấy năm nay thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng tới đỉnh phong võ hoàng tu vi sau, vẫn là đình chỉ, dù sao võ đế cường giả không phải dễ dàng như vậy liền có thể đột phá, mặc dù có đan các giúp đỡ cũng giống vậy. Hắc nô sinh ra từ bách triều chi Tri địa, khởi điểm quá thấp, mấy năm nay có thể theo Vũ Vương đột phá tới đỉnh phong võ hoàng, đã không được, muốn đột phá võ đế cảnh giới, có lẽ còn phải xem cơ duyên. Ha ha, đại bi lão nhân, hiện tại chúng ta biết Trần Thiếu không có việc gì, liền so cái gì đều vui vẻ, còn hắn cũng đừng quá để trong lòng, chỉ có thể từng bước đến, cửu thiên vũ đế, ta một ngày nào đó cũng sẽ đạt tới. Hắc nô cười cười, nếu không thì một ngày nào đó, rất nhanh thì là. U thiên tuyết đi tới trước, cười xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật bên trong là tần trần lưu lại đại đạo quả thực cùng quy tắc trái cây còn có quy tắc tinh có những thứ đồ này hắc nô đột phá võ đế cảnh giới cũng không phải việc gì khó khăn đây cũng là tần trần tận lực là hắc nô lưu khi biết tần trần tận lực vì mình lưu những thứ đồ này sau hắc nô càng là cảm động không thôi u thiên tuyết chúng ta giết hồn thiên thương hội người có thể hay không lại đến phiền toái gì nghe nói này hồn thiên thương hội là thiên lôi thành cao cấp nhất thế lực ta sợ đại bi lão nhân tâm thần bất định nói ra Sợ cái gì, hồn thiên thương hội hiện tại hẳn là chính trong lòng run sợ lấy đi, nếu muốn còn dám qua đây, ta thứ nhất nhiều không hắn. U thiên tuyết ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng nói ra. Trên thực tế đúng như U thiên tuyết bọn họ suy đoán vậy, khi biết hắc nô cùng đại bi lão nhân bị hắc tu hội người cứu sau khi đi, hồn thiên thương hội hội trưởng lúc này lòng nóng như lửa đốt, đã sớm bốc lên mồi hôi lạnh. Hết xong, hai người này vậy mà cùng hắc tu hội có quan hệ, điều này sao có thể chứ? hồn thiên thương hội hội trưởng tại trong phủ nôn nóng dục dịch mất hồn mất vía đây chính là diệt ma tu lâu cùng liêu trung thương hội thế lực a hắn có thể không sợ sao hắn hiện tại nhớ không phải là mình thương sẽ vẫn lạc ba tên võ đế cao thủ mà là hắc tu hội sẽ không bỏ qua tìm tới cửa bọn họ hồn thiên thương hội liền ma tu lâu cùng liêu trung thương hội cũng không sánh nổi đối phương nếu là nhất thời cao hứng có lẽ đem bọn họ hồn thiên thương hội nói diệt cũng liền diệt hội trường đại nhân này nói không chừng chỉ là một vừa khớp hai tên kia thuộc hạ đã điều tra, căn bản không lai lịch ra sao, làm sao biết cùng hắc tu hội cài đặt quan hệ đây. Trong này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Hồn thiên thương hội một tên quản sự cao mày nói ra, ở một bên bầy mưu tính kế. Hiểu lầm cái đầu ngươi, hồn thiên thương hội hội trưởng trong cơn giận dữ, một cái tát đem quản sự đánh bay ra ngoài. Mẹ, một đám người vô tích sự, coi như là hiểu lầm thì phải làm thế nào đây? Hiện tại đã không phải là hai tên kia sự tình, vạn nhất hắc tu hội để mắt tới bọn họ hồn thiên thương hội tận lực muốn tìm bọn hắn hồn thiên thương hội phiền toái còn quản cái gì lầm không hiểu lầm tìm thiên tuần hội đúng nghe nói thiên tuần hội cùng hắc tu hội quan hệ không tệ nếu như có thể tìm được thiên tuần hội người nói không chừng còn có một chút chuyển cơ hồn thiên thương hội hội trưởng thật vất vả nghĩ đến một cái cách làm lúc này nôn nóng đi tới thiên tuần hội mà ở hồn thiên thương hội hội trưởng muốn làm biện pháp giàn xếp ổn thỏa thời điểm xảy ra hôm nay sự tình cũng tại Thiên Lôi Thành cấp tốc truyền bá ra ngoài, đưa tới sóng to gió lớn. Thậm chí có người không nhịn được suy đoán, có phải hay không Hắc Tu hội tại thật vất vả an tĩnh một ít ngày sau, vừa chuẩn bị nháo sự. Đang ở tất cả mọi người đem lực chú ý tập hợp tại này kiện sự tình trên sau, đột nhiên một tin tức tại Thiên Lôi Thành trong điên cuồng truyền bá ra, cấp tốc bao trùm Hắc Tu hội cùng Hồn Thiên Thương hội giữa xung đột, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. Chương 2042, còn không nghênh giá. Có Thiên Lôi Thành cường giả tại Lôi Đình Chi Hải trong phát giác một cái thần bí Lôi Đình Thông Đạo, mà đi qua cái này Lôi Đình Thông Đạo sau, vậy mà đi tới Lôi Đình Chi Hải chỗ sâu một cái không gian phong ấn trước, mà ở trong phong ấn, thậm chí có vô số thánh tinh cùng một tòa to lớn cung điện. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Thiên Lôi Thành náo động. Ngay từ đầu không ít người còn chưa không tin, nhưng càng về sau, các loại hình ảnh truyền ra, trong thì có không gian kia phong ấn hình ảnh. Tại Lôi Đình Chi Hải chỗ sâu vậy mà thật có một mảnh thần bí không gian phong ấn mà trong phong ấn có thành phiến thánh tinh đồng thời không gian này phong ấn đang đứng ở mở trạng thái nhưng lúc nào cũng có thể đóng âm uhm, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ thiên lôi thành oanh động tất cả mọi người tại chạy nhanh cho biết kích động vạn phần trong truyền thuyết thánh tinh này thật tồn tại có ở đây không loại bảo vật này bất kỳ người nào chỉ phải lấy được một viên thì có khả năng đơn giản bước vào võ đế cảnh giới mà võ đế các cường giả chỉ phải lấy được một viên, thì có khả năng tiến hơn một bước, thậm chí trở thành cự phách thậm chí đỉnh phong võ đế, ai không động tâm. Đang ở tin tức này trêu người tâm sôi trào thời điểm, lại là một tin tức truyền ra, nghe đồn thiên lôi thành các đại đỉnh cấp thế lực đã sớm biết được tin tức này, đồng thời các đại đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh cùng cao thủ hàng đầu môn sớm cũng đã tiến nhập lôi đình chi hải, xông vào không gian kia trong phong ấn, đi vào tầm bảo. Tin tức này vừa ra, để cho nguyên bản còn đối với lần này có một ít nghi ngờ rất nhiều các võ giả cũng không nhịn được nữa. Bởi vì là Thiên Lôi thành các đại đỉnh phong thế lực rất nhiều cao thủ môn, xác định đã tương đối dài một đoạn thời gian đều chưa từng thấy đến. Trước tất cả mọi người không có thể nghi ngờ, thậm chí nghi hoặc làm sao các đại thế lực đoạn này thời gian đều có chút mai danh ẩn tích, nhưng bây giờ tin tức này vừa ra, lập tức liền làm cho tất cả mọi người hiểu được, nguyên lai like các đại thế lực đã sớm biết được tình báo này, tất cả đều đi tới Lôi Đình chi Hải tầm bảo đi các loại tin tức từng đợt tiếp theo từng đợt, tại đấu vũ hội trong bí mật đẩy ra phía dưới, trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ thiên lôi thành. Tin tức truyền tới ngày đầu tiên, chỉ có một bộ phận các võ giả rời khỏi thiên lôi thành, chạy tới lôi đình chi hải, nhưng theo tin tức phát tán, cơ hồ toàn bộ thiên lôi thành võ giả tất cả đều xuất động, chỉ cần là võ hoàng trở lên, không có không tâm động, tất cả đều như điên rời khỏi thiên lôi thành, tuôn hướng lôi đình chi hải. Nguyên bản trên đường cái lộn nhộn đám người, cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trong nháy mắt thì ít một nửa. Toàn bộ thiên lôi thành biến phải trống rỗng, mà mấy tin tức này bên trong cũng có người nói ra cảnh cáo, nói hôm nay lôi đình chi hải cực nguy hiểm, chẳng biết tại sao, rất nhiều cường giả tiến nhập trong đều bị lạc tâm trí, sau cùng nổi điên, cho dù võ đế cường giả cũng giống vậy, này trước kia là theo không phát sinh qua. Thế nhưng tại bảo vật phía trước, tin tức này căn bản không nhắc lên bất luận cái gì bọt sóng, đối mặt bảo vật, ai không động tâm. Về phần nguy hiểm, Võ giả nghịch Thiên sẽ gặp phải nguy hiểm quá nhiều, đừng nói tại Lôi Đình Chi Hải trong, mặc dù là tại Thiên Lôi Thành cũng thời thời khắc khắc đối mặt nguy hiểm, nói không chừng ngày nào đó phải đắc tội người bị giết, lại có sợ gì có. Trong lúc nhất thời, chỉ cần là có năng lực đi tới Lôi Đình Chi Hải võ giả, như ông vỡ tổ tuôn hướng Lôi Đình Chi Hải. Đồng thời, tin tức tại Thiên Lôi Thành trong phát tán sau, thậm chí truyền bá đến toàn bộ Lôi Châu, đồng thời lấy Lôi Châu làm trung tâm, thậm chí truyền khắp toàn bộ vũ vực. Ừm. Um, một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Thánh tinh, đây chính là liền đỉnh phong võ đế đều động tâm bảo vật, trong truyền thuyết tồn tại, ai không động tâm. Vũ vực các đại đỉnh cấp thế lực đều kinh động, ào ào phái cao thủ tới trước, thế nhưng vũ vực quá bao la, bọn họ những thứ này đỉnh cấp thế lực cao thủ muốn chạy tới thiên lôi thành, ngắn nhất cũng muốn một tháng, dài thậm chí muốn mấy tháng, vì vậy khẩn cấp phía dưới, ào ào huy động lôi châu phụ cận chỗ có thể điều động cao thủ, để cho bọn họ nhóm đầu tiên tiến nhập lôi đình chi hải toàn bộ vũ vực bởi vì, này một tin tức mà triệt để sôi trào, tại thiên lôi thành vô số dân chúng cũng vì đó kích động là lúc, hắc tu hội chỗ, phó càn khôn đám người cũng là cũng không có bất kỳ kích động, ngược lại là tâm sự nặng nề. Tin tức này, tuyệt đối là có người ở đẩy ra. Phó càn khôn cấp tốc dưới phán đoán, bởi vì, này tin tức truyền bá tốc độ quá nhanh, căn bản không như là tự nhiên truyền bá, nếu quả thật có tán tu trong lúc vô ý phát giác này một tin tức. Nhất định là có thể ẩn giấu liền ẩn giấu, Tối đa chỉ là gọi ba năm bạn thân cùng nhau thăm dò. Dù sao, càng nhiều người lấy được bảo vật sát suất càng lớn. Nhưng lúc này đây, tin tức này lại như là bạo tạc một dạng, trong phút chốc truyền khắp toàn bộ Thiên Lôi Thành, thậm chí đi Lôi Châu ở ngoài điên cuồng truyền bá, đây tuyệt đối là một lần có tổ chức bày ra. Thế nhưng, lại là ai làm như thế? Phó Càn Khôn rất rõ ràng hôm nay Lôi Đình Chi Hải nguy hiểm, bóng đen kia liền cự phách võ đế đều có thể mê hoặc những thứ này võ giả bình thường tiến nhập lôi đình chi hải sẽ gặp phải tình huống gì phó càn khôn nữa quá là rõ ràng nếu như bóng đen số lượng nhiều đủ nói có lẽ mỗi cái đều khó thoát khỏi cái chết nếu quả thật là có người ở sau lưng đẩy ra như vậy lại là ai bọn họ xem vậy là cái gì phó càn khôn rất nhanh cùng thiên tuần hội người liên hệ hỏi thăm chuyện đã xảy ra rất nhanh thiên tuần hội thì có trả lời chuyện này thiên tuần hội cũng lớn là khiếp sợ bởi vì là không gian phong ấn tin tức vẫn là mấy thế lực lớn trong bí mật phong tỏa, võ giả bình thường căn bản không nhưng có thể biết được, mà hôm nay tin tức đại quy mô bạo phát, mấy cái tán tu căn bản không làm được đến mức này, chỉ có thiên lôi thành một cái đỉnh cấp thế lực mới có thể làm đến. Mà ở thiên tuần hội điều tra phía dưới, phát giác chuyện này dường như cùng đấu vũ hội có một chút liên quan, nhưng không tra được bên ngoài chứng cứ, chỉ là một ít phổ thông manh mối. Cái gì, đấu vũ hội, nhận được tin tức phó càn khôn đám người thất kinh, mặt lộ khiếp sợ. Kẻ khác không biết, bọn họ cũng là rất rõ ràng, cái gọi là đấu vũ hội, là phiêu miểu cung tại này thiên lôi thành bố trí quân cờ, phiêu miểu cung làm như vậy xem là cái gì. Lúc đầu Phó Càn Khôn còn tưởng rằng đây chỉ là một nho nhỏ âm mưu, là thiên lôi thành một cái thế lực muốn lợi dụng lôi đình chi hải trong phát sinh dị biến, tiêu trừ dị kỷ, lớn mạnh chính mình, nhưng bây giờ, Phó Càn Khôn tức khắc cảm giác được không hay, trong này có lẽ tuyệt đối không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Phiêu miểu cung xuất thủ, tuyệt đối có lớn đại âm mưu. Biết được tin tức U Thiên Tuyết bọn họ cũng nhẫn nại không được, lo lắng tần trần các nàng lập tức thương lược, nếu đi lôi đình chi hải, bởi vì nếu như đây thật là phiêu miểu cung âm mưu, Trần Thiếu tất nhiên sẽ sẽ gặp phải nguy hiểm, tin tức này nhất định phải trước tiên thông chi đến tần trần. Nhưng Phó Càn Khôn lại còn đang do dự, hắn biết tần trần nguy hiểm, thế nhưng phiêu miểu cung cố ý phóng xuất tin tức, nếu như bọn họ thật đi sâu lôi đình chi hải, đây chẳng phải là rơi vào phiêu miểu cung trong bẫy dập. Chính hắn không có việc gì, nhưng hắn lại không thể để cho ô thiên tuyết cùng cơ như nguyệt các nàng mạo hiểm đang ở mấy người tranh chấp không ngừng thời điểm một tên trần đế các đệ tử vội vàng chạy vào mặt khẩn trương nói mấy vị đại nhân bên ngoài đến hai cái hung thần ác sát người nói muốn gặp nơi này chủ nhân hung thần ác sát người chẳng lẽ là hồn thiên thương hội người cơ như nguyệt nhướng mày xem bắn hàn mang loại thời điểm này hồn thiên thương hội người lại còn có dũng khí tìm tới cửa nhưng nàng mới vừa đứng lên đã thấy phó càn khôn biến sắc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa một cây sáng ngang, chỗ ấy, chẳng biết lúc nào vậy mà đứng một lớn đại hắc miêu. Được, tiểu nguyệt tử, miêu gia đã vào đây, còn không nên giá. Nhất đạo phiêu hốt tiếng âm vang lên, tràn ngập lười nhác vị đạo, đại hắc miêu đột nhiên đứng lên, duỗi người một cái, cười tủm tỉm nói ra. Chương 2043, huyết mạch cấm thuật. Này lười biếng, hèn mọn bộ dáng, chứ đại hắc miêu còn có thể là ai? Đại hắc miêu, U Thiên Tuyết đám người không không kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đại Hắc Nghiêu, dĩ nhiên là Đại Hắc Nghiêu trở về. Đây quả thực quá tốt, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như nói Trần Đế Các Trong, ai chỉ có thể để cho ô thiên tuyết các nàng an tâm, như vậy không thể nghi ngờ là Tần Trần, chỉ cần có Tần Trần tại, các nàng liền phảng phất có dựa vào, tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không kinh hoàng. Nhưng nếu như nói ai thần bí nhất, như vậy chính là Đại Hắc Nghiêu. Này đại hắc miêu năm đó bị phong ấn ở thiên ma bí cảnh, lai lịch bí ẩn, cơ hồ không gì không biết, không gì không hiểu, quang luận thần bí trình độ, thậm chí ngay cả lão nguyên cũng không thể cùng đại hắc miêu so sánh. Dù sao lão nguyên lai lịch, tất cả mọi người rõ ràng, nhưng đại hắc miêu lai lịch, mặc dù là hiện tại, cũng không có người sao biết được. Cái gì đại hắc miêu? Một đoạn thời gian không gặp, mấy người các người ngứa ra có phải hay không? Miêu ra đều không gọi, gọi đại hắc miêu. Tần Trần tiểu tử kia đâu? làm sao không gặp người khác, sai phái miêu ra chạy đông chạy tây, hiện tại miêu ra trở về, trà nóng cũng không bưng một ly qua đây, người nào ở đâu. Đại hắc miêu theo trên xà ngang nhảy xuống, lên mặt cụ non nói ra, dựng dâu trừng mắt, bất mãn hết sức. Khác vừa xuất hiện, liền hùng hùng hổ hổ, nhưng trong lòng mọi người lại thân thiết rất, hắc nô càng là vội vàng đi cho hắn ngược lại một chén trà nóng, cười nói, miêu ra, xin mời. Khương, tiểu hắc A, cũng là người hiểu chuyện, bất quá ngươi khi nào đi tới thiên lôi thành như thế mấy năm trôi qua ngươi lại còn chỉ là võ hoàng tu vi sách sách võ đế đều không phải là Người này võ đạo thiên phú có một ít xác rưởi a à, nhiều lắm cố gắng một chút đại hắc miêu quét mắt hắc nô đi bắt tiên trên ghế ngồi xuống khiêu lên chân bắt chéo hắc nô xấu hổ đối đại hắc miêu cho mình lên biệt danh không nói gì đến cực điểm về phần tu vi hắc nô cười khổ trừ trần thiếu ai tu vi tốc độ tăng lên có thể cùng này đại hắc miêu so sánh gia hỏa này nhất định chính là một tên biến thái, không đúng, chắc là biến thái trong biến thái. Cái này hắc miêu nơi nào đến, chẳng lẽ là tần trần linh sủng? lúc này phó càn khôn không nhịn được, hồ nghi mắt nhìn đại hắc miêu, nghi hoặc hỏi. Hắn có thể cảm giác được, tại đại hắc miêu sau khi xuất hiện, trước còn nôn nóng u thiên tuyết các nàng dường như thoáng cái an tâm không ít. Mẹ kiếp, tiểu tử, người nói ai là linh sủng đây? Người mới là linh sủng, người toàn ra đều là linh sủng, U Thiên Tuyết lúc đầu đang chuẩn bị giải thích, nhưng nàng chưa kịp mở miệng đây, đại hắc miêu thoáng cái liền tạc. Khác một ngụm trà nóng phun ra ngoài, tóc gáy chợt nổi lên, nhìn chăm chăm phó càn khôn, nổi giận đùng đùng nói, Thiên Tuyết A, ra hỏa này nơi nào đến, đuổi ra ngoài đuổi ra ngoài, một điểm nhãn lực sức cũng không có, miêu ra cũng sẽ không để, biết cái gì gọi kính giả dạ yêu trẻ không. Miêu ra, chỉ ngươi, còn kính giả dạ yêu trẻ, một huyết thú mà thôi, thật đúng là đem mình làm một nhân vật. Phó càn khôn người nào, tỷ tức cũng không được tốt chủ, trực tiếp xem thường nói ra, mặt lộ trào phúng. Tiểu tử, người có gan nói lại lần nữa xem, đại hắc miêu tạc, hai con người màu vàng óng nhìn chằm chằm phó càn khôn, trên thân toát ra một chút vô hình uy áp. Gì, phó càn khôn kinh ngạc, đại hắc miêu tựa hồ có chút môn đạo, trên thân khí thức phát ra, lại làm cho hắn đều cảm thấy vẻ ngưng trọng, phảng phất tâm linh bị biệt kín nhất tầng mây đen. Bất quá phó càn khôn dù sao cũng là đã từng tung hoành thiên vũ đại lục cao thủ, mặc dù bây giờ tu vi rơi xuống, chưa từng triệt để khôi phục, nhưng vẫn là nhất cường giả đỉnh cao, đương nhiên sẽ không lưu ý một huyết thú đe dọa, thậm chí đại thủ trực tiếp lộ ra đến, chụp vào đại hắc miêu, trong miệng thản nhiên nói, huyết thú chính là huyết thú, lại nói một trăm lần cũng giống vậy. Vù vù, phó càn khôn tay phải lộ ra, hư không trực tiếp bị đống kết, đỉnh phong võ đế tại không gian quy tắc phương diện tạo nghệ đã đạt tới đỉnh cao tình trạng, càng không cần phải nói là phó càn khôn bực này đã từng đại lục đệ nhất nhân, hư không ngưng kết, không gian phảng phất hóa là thực thể. Đây là phó càn khôn có tình ý cho đại hắc miêu một bài học, dưới cái nhìn của nó đại hắc miêu vào sân sau động tác quá mức kiêu ngạo. di người cái tên này, thật mạnh không gian tạo nghệ, bị khủng bố không gian quy tắc bao phủ, đại hắc miêu tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía phó càn khôn biểu tình có một ít trịnh trọng. Mắt thấy phó càn khôn dò xuất thủ trường sắp bắt được khác, đột một, đại hắc miêu thân ảnh lóe lên, vậy mà hư không tiêu thất tại mảnh không gian này, biến mất không còn tâm hơi vô tung. Cái gì, lần này đến lượt phó càn khôn giật mình, mặt lộ hoảng sợ, hắn một trảo này phía dưới, đừng nói cự phách võ đế, mặc dù là bình thường đỉnh phong võ đế, cũng phải bị cầm cố, chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng đại hắc miêu dĩ nhiên tại hắn cảm nhận dưới cứng rắn biến mất, phảng phất hoàn toàn không tồn tại này mảnh hư không một dạng, điều này sao có thể chứ? Phó càn khôn đáng sợ linh hồn lực phút chốc tản ra, thế nhưng vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, không chút nào lục soát tìm không được đại hắc miêu thân ảnh, tức khắc nội tâm lần thứ hai chấn động mãnh liệt. Loại này ẩn nấp công phu, thật đáng sợ, đến tột cùng là làm sao làm được. Bóng, nhất đạo ba động theo phía sau hắn chuyển đến, hư không lóe lên, đại hắc miêu đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, một chảo vung qua đây, tuyết miệng nói tiểu tử, thật sự có tài, nhưng đáng tiếc, người miêu ra ở chỗ này đây. Hư, sớm liền chờ người đấy, phó càn khôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn linh hồn lực thời khắc chú ý bốn phía, đang chấn động chuyển đến trong nháy mắt, cũng đã xoay người lui về sau, đồng thời đấm ra một quyền đi, tức khắc cùng đại hắc miêu lợi chảo đánh vào cùng nhau. Âm, um, hai cổ lực lượng va chạm, bị áp xúc tại mức cực hạn nhỏ bé điểm nhỏ bên trong, theo phó càn khôn, này đại hắc miêu ẩn nấp thực lực tuy mạnh, nhưng bị một quyền của mình đánh trúng, tất nhiên sẽ bị đánh bay, vì vậy tận lực lưu một phần lực. Có ai nghĩ được, làm đại hắc miêu lợi chảo cùng hắn móng vuốt va chạm phía trên sau. Phó Càn Khôn cảm giác mình như là đánh trúng một tòa huyền thiết trọng sơn, một cổ cự lực đánh tới tùy theo đánh tới còn có một luồng trực tiếp hàng lâm tại linh hồn mê muội không được phó càn khôn kinh hãi kinh hãi phía dưới nữa cũng không kịp ẩn giấu thực lực quát khẽ huyết mạch cấm thuật ngưng vù vù thoáng chốc một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực theo trong thân thể hắn phút chốc cuồn cuộn ra đem mê muội xua tan mở một ít nhưng vẫn là ý nghĩ ảm đạm rung động trong lòng càng là không lời nào có thể diễn tả được đồng dạng khiếp sợ còn có đại hắc miêu di gia hỏa này vậy mà không có bị miêu gia ta kích thương đại hắc miêu kinh ngạc thân hình chợt hiện tức khắc trong hư không như là xuất hiện ngàn vạn đại hắc miêu nhất tề hướng phó càn khôn nhào tới rầm 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 song phương giao thủ trong nháy mắt công phu liền giao thủ hàng trăm hàng ngàn chiêu đây là song phương tất cả đều áp chế lực lượng duyên cớ bằng không nói này hắc tu hội phủ đệ cũng sớm đã bị dỡ xuống u thiên tuyết cùng hắc nô đám người lay động nhìn một màn này bọn họ cũng đều biết phó càn khôn thân phận đã từng huyết mạch thánh địa hội trưởng, đại lục đệ nhất nhân, tuy là bị vây 200 năm, tu vi rơi xuống, nhưng vẫn là đại lục cao cấp nhất cao thủ, về mặt cảnh giới chạm tới một chút thánh cảnh tồn tại. Nhưng đại hắc miêu đây, năm đó tại thiên ma bí cảnh thời điểm, vừa mới thức tỉnh đại hắc miêu đối mặt khô lâu đà chủ thời điểm đều còn có chút chút chắc, lúc này mới mấy năm trôi qua, không ngờ kinh phát triển tới mức này. Này tốc độ tăng lên quả thực so trần thiếu còn muốn biến thái. Trường 2044, chúng ta cũng đi. U Thiên Tuyết lúc đầu sớm liền chuẩn bị tiến lên ngăn cản, nhưng bị Đại Hắc Miêu cùng Phó Càn Khôn giao thủ triệt để kinh sợ, thế cho nên nhất thời đều không còn có thể kịp phản ứng. Âm, um, song phương giao thủ vô số chiêu, Đại Hắc Miêu rốt cục lóe lên, hạ xuống, hung hung hổ hổ nói: "Không có gọi hay không, XXX nó, nếu không phải là ngươi Miêu gia bị phong ấn, tu vi còn có thể khôi phục, sao lại bị ngươi một cái mới chạm tới thánh cảnh danh giới tiểu tử cho làm khó?" Đại Hắc Miêu cực khó chịu, phảng phất bị vũ nhục. Ngươi phó càn khôn cả kinh, lay động nhìn đại hắc miêu, cũng thuận thế ngừng tay, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn chạm tới một chút thánh cảnh danh giới sự tình, hắn người biết còn bình thường, bởi vì đây là lão nguyên chính mồm từng nói, nhưng này đại hắc miêu, khi đó cũng không ở tại chỗ, khác lại là như thế nào biết được. Nếu như đổi người khác nói ra đại hắc miêu lúc trước nói tới, như vậy phó càn khôn nhất định là suy cười một tiếng, cho rằng đối phương khoác lác. Nhưng lúc trước một phen sau khi giao thủ, Phó Càn Khôn dĩ nhiên rõ ràng đại hắc miêu thực lực, mặc dù tại thực lực tuyệt đối ở trên cũng không phải là như thế nào đáng sợ, nhưng khác quỷ dị công kích, cho dù đỉnh phong võ đế nhất thời không bắt bẻ phía dưới, cũng phải không may, bị trọng thương. Thế nhưng, tuy là mơ hồ có chút tin tưởng đại hắc miêu nói, nhưng Phó Càn Khôn trong lòng y nguyên tràn ngập khó có thể tin. Theo đại hắc miêu trong lời nói hắn nghe được, đối phương lại vẫn bị phong ấn lấy, thậm chí mơ hồ biểu thị nếu là mở ra phong ấn nói, như vậy tu vi thậm chí càng ngự trị trên mình. Chẳng lẽ đối phương là một đầu thánh cấp huyết thú sao? Ngươi, chẳng lẽ là thánh cấp huyết thú? Phó Càn Khôn không nhịn được liền mở miệng nói, đều cùng ngươi nói, miêu ra đều không phải huyết thú, ngươi làm sao lại nghe không hiểu chứ? Đại Hắc Miêu xem thường Phó Càn Khôn, không nói gì đến cực điểm, nếu như không phải không làm gì được Phó Càn Khôn, khác đã sớm xông lên giáo huấn Phó Càn Khôn dừng lại, không khỏi thức đến có một ít giơ chân. Phó Càn Khôn vừa định nói cái gì nữa, đột nhiên một tiếng ẩm vang, toàn bộ hắc tu hội cư nhiên đang chấn động. Mấy vị đại nhân, không được, cửa hai cái hung thần ác sát ra hỏa muốn xông tới. Tên kia trần đế các đệ tử lần thứ hai vội vã chạy vào. Giọng nói rơi xuống, ong ong, hai cổ không gì sánh được âm lãnh khí tức đáng sợ trong nháy mắt bao phủ qua đây, xông vào trong đại sảnh này. Phó Càn Khôn khí sắc tức khắc biến sắc, này hai cổ lực lượng cực kỳ khủng bố, ít nhất cũng là đỉnh phong võ đế cấp bậc, với lại khí thức không gì sánh được âm lãnh, hắn bị vây phiêu miểu cung 200 năm, đối hơi thở này không thể quen thuộc hơn được. Là dị ma tộc cao thủ, không được, chẳng lẽ là phiêu miểu cung người tìm tới nơi này, phó càn khôn biến sắc, sát khí bốc lên, sẽ lôi đỉnh xuất thủ. Đại Hắc Nhiêu, người không sao chứ, lão ma tại sao ta cảm giác đến nơi đây có chiến đấu. Nhất đạo to tiếng âm vang lên, liền thấy hai đạo nguy nga bá đạo thân hình theo ngoài cửa đi tới hai người này thân hình to lớn, trong một người cạo lấy đầu đinh, mặc áo đen, ngậm một điếu thuốc quyền, bĩ khí thuần chất. Tên còn lại còn lại là quần áo rối loạn, phong lưu phóng khoáng, thuần chất một cái Mỹ nam tử, mê đảo 10 triệu người cái loại này, chỉ là biểu tình cũng có chút tà ác. Chứng kiến hai người, U Thiên Tuyết đám người lần thứ hai đại hỷ. Trước trần đế các đệ tử theo như lời hung thần ác sát hai người, dĩ nhiên là ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ. Phó Càn Khôn lúc đầu thần sắc cảnh giác, thuận tay định xuất thủ, chợt liền thấy hai người này trước tiên đi tới U Thiên Tuyết cùng cơ như Nguyệt trước người, cung kính hành lễ nói, vĩnh giả gặp qua chủ mẫu, chủ nhân cho lúc trước chúng ta truyền tin tức, nói chính là tại đây hắc tu hội tập hợp, ta xem đại hắc miêu vào đây nửa ngày đều không có động tính, dường như còn phát sinh giao thủ, coi là xảy ra chuyện gì đây, tùy tiện xông vào, xin thỉnh chủ mẫu thứ tội. Đại hắc miêu ngượng ngùng cười một tiếng, xxx nó, miêu ra chơi vui vẻ, đem hai người các ngươi quên. Một bên phó càn khôn đã triệt để há hốc mồm, này tình huống gì? Tại Hắc Nô giải thích, Phó Càn Khôn mới hiểu được, nguyên lai like này hai gã dị ma tộc người liền là trước kia tại cơ gia tổ địa nghe Tần Trần nói qua ma tạp lập cùng Vĩnh Dạ, một là viễn cổ dị ma tộc cường giả, một người khác là mấy vạn năm trước tiến công Thiên Vũ Đại Lục dị ma tộc ma quân. Các ngươi tới vừa lúc, ma tạp lập đám người đến để cho U Thiên Tuyết đại hỷ, liền đem Lôi Đình Chi Hải trong phát sinh tình huống nói ra. Nàng vừa dứt lời, Đại Hắc Miêu liền kinh hô thành tiếng, cái gì? ngươi là nói tần trần tiểu tử đi lôi đình chi hải trung không ở giữa phong ấn. Luôn luôn thập phần đạm định đại hắc miêu, mặt bên trên lập tức lộ ra trước đó chưa từng có vẻ ngưng trọng, trong giọng nói cũng lộ ra vẻ lo lắng. Đại hắc miêu, hẳn là ngươi biết cái gì? U thiên tuyết vội vàng nhìn sang, chẳng lẽ trần thiếu gặp nguy hiểm? Đại hắc miêu hít mắt, trầm mặc không nói, một lát, mới ngẩng đầu, có lẽ ta có thể đoán được một ít phiêu miểu cung xem, không được, phải nhất định phải ngăn cản phiêu miểu cung, một khi để cho phiêu miểu cung xem đạt thành, thì không phải là tần trần tiểu tử có hay không vấn đề nguy hiểm. Toàn bộ thiên vũ đại lục đều muốn thất thủ, phiêu miểu cung đây là bảo hộ lột ra, thượng quan hy nhi nàng chơi không chuyển, sơ ý một chút, đó là ngoạn hỏa đùa hỏa toàn bộ thiên vũ đại lục đều muốn hủy diệt. Đại Hắc miêu đó là chuyện gì xảy ra? U thiên tuyết đám người nhất thời cấp, các ngươi đừng hỏi, hỏi ta cũng cũng sẽ không nói, không phải miêu ra ta không nói cho các ngươi, mà là lôi đình chi hải, sự quan trọng đại, không phải thiên ma bí cảnh, cũng không phải cổ ngu giới, Tình thế sự nghiêm trọng, miêu gia ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời, biết cũng không nhiều, nhưng không hề nghi ngờ, lôi đình chi hải không có ngoài mặt chứng kiến đơn giản như vậy, ta phải tự thân đi vào. Ta cũng đi, chúng ta cũng đi, tức khắc, một đám người ào ào nói ra, đại hắc miêu nhìn mọi người chờ đợi ánh mắt, tức khắc nhức đầu không thôi, khác ý định ban đầu là mình đi, nhưng nó cũng biết, coi như là bản thân vụng trộm đi, những gia hỏa này cũng là không nhịn được, tất nhiên sẽ theo mà tới nếu như u thiên tuyết các nàng xảy ra sự cố tần trần tiểu tử không phải chém khác không thể như vậy đi ngươi ngươi còn có các ngươi đều đi với ta người khác lưu thủ rất nhanh một đám người liền thương nghị ra quyết định đại hắc miêu mang theo phó càn khôn ma tạp lạp khô lâu đà chủ u thiên tuyết cùng cơ như nguyệt cùng nhau đi vào trong này phó càn khôn không hề nghi ngờ ma tạp lạp hiện tại cũng có đỉnh cấp đỉnh phong võ đế tu vi mà khô lâu đà chủ cũng khôi phục lại đỉnh phong võ đế tu vi còn U Thiên Tuyết cùng cơ như Nguyệt, cũng đều có cực phách võ đế thực lực, lại người mang truyền thừa, gặp được nguy hiểm. Ít nhất, cũng có thể tự bảo vệ mình, về phần dư người, thì tại thiên đế sơn sơn chủ dưới sự hướng dẫn lưu thủ, dù sao phiêu miểu cung tất nhưng đã có người tới lôi đình chi hải, nhất định phải có cao thủ lại lần nữa tọa chấn, bảo hộ dư người. Định ra nhiệm vụ sau, đoàn người không có chút gì do dự, cùng ngày liền ra phát, đi tới lôi đình chi hải. Phó Càn Khôn bọn họ ẩn giấu thân phận chân thật, đi theo rất nhiều thiên lôi thành võ giả, thậm chí là lôi châu cùng lôi châu bên ngoài nghe được tin tức chen chúc tới võ giả phía sau, cùng nhau trùng trùng điệp điệp tiến nhập lôi đình chi hải, vẹn vẹn sau gần nửa ngày, sẽ đến chỗ kia cái gọi là thông hướng không gian phong ấn thông đạo trước đó. chương 2045, dị tộc hải cốt. Này không gian thông đạo, là người là dựng, đại hắc miêu vừa nhìn thấy lối đi kia, liền làm ra phán đoán. Hiện tại vấn đề đã rất rõ ràng, trừ phiêu miểu cung, không ai sẽ làm ra như vậy sự tình đến, mà phiêu miểu cung vì để nhiều tu vi yếu ớt võ hoàng cũng có thể đi vào đến lôi đình chi hải chỗ sâu, không bị lôi đình diệt sát, vậy mà tiêu hao giá thật lớn tại này lôi đình chi hải trong thành lập được một cái lối đi. Toàn tính tuyệt đối quá nhiều, lôi đình chi hải chính là vũ vực cấm địa, muốn xây dựng một cái như vậy thông đạo, ít nhất phải tiêu hao một cái thất khiếu linh lung cầu như vậy đỉnh cấp trí bảo, với lại phải là không gian trí bảo, như đan các chư thiên vạn giới loại này, bằng không tuyệt đối không thể làm đến. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phiêu miểu cung tốt đại thủ bút, chúng ta có muốn hay không đem lối đi này cho. Nghe được đại hắc miêu phân tích, U Thiên Tuyết ánh mắt phát lạnh, bàn tay hơi xuống phía dưới rạch một cái, làm một phá hoại động tác. Không muốn đả thảo kinh xa, đại hắc miêu lắc đầu, lối đi này cũng không có ý nghĩa, chỉ là để cho nhiều người hơn tiến nhập lôi đình chi hải chỗ sâu mà thôi, nếu như ta suy đoán không nói bậy. Then chốt chắc là tại không gian kia trong phong ấn, nếu là hiện tại xuất thủ phá hoại lối đi này, chúng ta lập tức sẽ bị bại lộ, tần trần tiểu tử ngược lại càng thêm nguy hiểm. Xem trước một chút này phiêu miểu cung xem là cái gì sao, tiêu hao lớn như vậy đại giới, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến đối phương tại không gian kia trong phòng ấn, cũng sẽ có điều bố trí. Đại Hắc Miêu nói để cho mọi người ào ào gật đầu, thậm chí Phó Càn Khôn lúc này cũng đều phải tham khảo Đại Hắc Miêu ý kiến, ở phương diện này, hắn lại thì không bằng Đại Hắc Miêu biết nhiều. Vì vậy đại hắc miêu đám người lẫn trong đám người, thập phần tầm thường, đi theo rất nhiều võ giả cùng nhau tiến nhập lối đi kia, trực tiếp đi tới không gian phòng ấn chỗ. Mà ở đại hắc miêu bọn họ đi vào không bao lâu, nơi xa lôi hải ngoại vi, cũng là có hai bóng người đi tới nơi này. Xích viêm đại nhân, người xác định không gian này trong phong ấn có ta đại cơ duyên. Trong một tên khuôn mặt ưng trí, thoạt nhìn có một ít tang thương thanh niên khẽ dò hỏi. Mà bị hắn xưng là xích viêm đại nhân người, cũng là người mặc quần dài, lại là một nữ tử, chỉ là vóc người có một ít cồng kềnh, dung mạo thoạt nhìn cũng có chút xấu xí. Hư, ta trước nói, đến nơi đây ngươi cho ta cẩn thận một chút, khác tùy ý giao lưu. Nàng kia ánh mắt có một ít tức giận, tuy là dung mạo rất xấu, nhưng ánh mắt vậy mà lộ ra nhẹ nhẹ phong tình vạn trùng ý. Hai người này dĩ nhiên chính là đoạt xá hồng nhan võ hoàng xích viêm ma quân cùng ma lệ hai người. Mấy năm này hai người tại phiêu miểu cung cường giả cấp cao nhất long bà dưới sự đuổi giết, trốn đông trốn tây, thời gian là thập phần thê lương, nhưng mấy năm không gặp, trên người hai người khí tức cũng đều đã biến phải cực đáng sợ, đặc biệt Ma Lệ, một thân tu vi không ngờ đạt đến hậu kỳ võ đế cảnh giới, thậm chí ngự chỉ tại Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đám người trên, cũng không biết hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào. Nơi đây, là năm đó bản tọa nghe ta tộc cao tầng nói đến qua, nơi này ẩn chứa một cái thiên đại bí mật, nếu trước đây bản tọa nhận được tin tức là thật, như vậy nơi đây tất nhiên có người ta cơ duyên vô cùng to lớn. Bất quá này không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện cũng là kỳ hoặc, nếu là bản tọa không đủ suy đoán, rất có thể cùng phiêu miểu cung có liên quan, người ta phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, nếu là lại bị yêu bà tìm được, người ta cũng chỉ có thể trốn. Xích phim ma quân tức giận nói ra, hừ, hiện tại cũng không phải là trước đây, yêu bà nếu dám xuất hiện nữa, hai người chúng ta liên thủ, đủ để đem yêu bà cho diệt. Ma lệ âm ngoan nói ra, người cũng đừng khinh thường phiêu miểu cung, năm đó biết được tin tức này cũng không chỉ bản tọa một cái, hắn dị ma tộc cao tầng cũng có biết được tin tức, vẫn cẩn thận hành sự. Xích viêm ma quân khuyên bảo, một ngày nào đó, bản đế muốn đem phiêu miểu cung cho diệt. Ma lệ hung tợn lời nói, hai, người lẫn nhau ôm, vẫn thành đạo lữ một dạng, đi theo rất nhiều võ giả, lặng yên vào vào không gian thông đạo bên trong. Ở bên ngoài vô số cường giả tiến nhập lôi đình chi hải chỗ sâu là lúc. Ở vào viễn cổ ma trong đất tần trần cũng là cũng không biết, hắn mang theo lô tử an cùng người cẩn thận từng ly từng tí đi trước, cũng không biết mình ở chỗ này cuối cùng đi trước bao lâu. Bốn phía là đen kịt thiên địa, hoang vắng không gì sánh được. Tại thanh liên yêu hỏa quang mang ở ngoài, thỉnh thoảng có từng đạo bóng đen lướt qua, nếu như không phải có thanh liên yêu hỏa tại, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã chết không biết bao nhiêu hồi. Mặc dù tại này viễn cổ ma trong đất không phân biệt phương hướng, nhưng Tần Trần có một loại cảm giác, bản thân đi phương hướng chắc là đúng, bởi vì kèm theo bọn họ đi trước, phía trước ma khí cũng càng ngày càng nồng đậm thậm chí xuất hiện một ít trước đây trước đây chưa từng gặp qua quỷ dị linh dược. Những linh dược này tuyệt không phải là thiên vũ đại lục giống, ào ảo bị Tần Trần thu. "Trần huynh, chúng ta còn phải tiếp tục đi sâu sao?" Lô Tử An đám người có một ít tâm thần bất định nói ra, nhưng cũng không có ngay từ đầu khẩn trương, bởi vì hôm nay đất ở giữa giường như trừ bóng đen kia ở ngoài, cũng chưa có hắn đe dọa. Tần Trần chính chuẩn bị trả lời, vừa mắt lại chứng kiến một gốc cây hắc sắc rể cây. "Đồ chơi này rất giống thất giai hóa cốt đằng." nhưng tần trần lại biết tuyệt đối không phải, lại là một loại đặc thù linh dược. tần trần không chút do so dự liền đem linh dược này cho móc ra, nhưng lập tức hắn lại tại cách đó không xa chứng kiến một viên đóa hoa màu đen, đóa hoa như là một cái mặt quỷ, yêu dị ta? này vậy là cái gì? chứng kiến cái này mặt, tần trần trong lòng vậy mà hiện ra vẻ kích động, linh hồn lực tại hơi ba động, tâm thần hắn khẽ động, trong nháy mắt đi tới đóa hoa màu đen phía trước, sắc sắc một tiếng, lập tức hắn liền cảm giác mình dường như đạp phải một cái thứ gì. Hắn cúi đầu nhìn lại, chứng kiến bản thân cư nhiên đạp ở một cái hài cốt trên, mà đóa hoa màu đen, đúng là sinh trưởng ở này trên hài cốt địa phương. Tần Trần đạp chúng, chính là một cây như cánh tay giống như kích thước hài cốt, này hài cốt ở chỗ này cũng không biết bao nhiêu năm, đã kinh biến đến mức thập phần yếu đuối, cơ hồ hủ bại cùng bùn đất hòa làm một thể, sở dĩ bị Tần Trần nhẹ nhàng dẫm lên một cái liền đạp vái. Hắn hài cốt thập phần thật lớn, rõ ràng không giống như là nhân loại hài cốt, ngược lại là giống như dị ma tộc người hài cốt. Tần Trần trong lòng tức khắc khẽ động, dị ma tộc hài cốt, chẳng lẽ nơi đây lại cùng cổ ngu giới một dạng, là dị ma tộc một cái mật địa. Tần Trần trong lòng suy đoán, không khỏi cúi đầu nhìn lại, này hài cốt dễ nhận thấy ở chỗ này mai táng thật lâu, nói không chừng ở trên người hắn, liền có một chút có khả năng nhận biết ra nơi đây chỗ đồ đạc. Nghĩ tới đây, Tần Trần ngay lập tức sẽ đem chính mình linh hồn lực thả ra ngoài. Ý hắn, chỉ là muốn cha nhìn một chút cái này hài cốt trên thân có không có thứ gì, nhưng cùng hắn linh hồn lực triệt để đảo qua này hài cốt sau, tần trần mặt bên trên lập tức liền lộ ra một cổ khiếp sợ không gì sánh nổi biểu tình. Dưới cỗ hài cốt này, không gì sánh được thật lớn, vậy mà cao đến 7-8 mét, chẳng những không giống như là nhân tộc hài cốt, thậm chí so dị ma tộc hài cốt còn muốn lớn hơn nhiều, tương tự cũng không giống là dị ma tộc hài cốt, tần trần trước coi là đạp chúng là đối phương cánh tay, thật chỉ là đối phương một cây xương ngón tay. Đây tột cùng quái vật gì? mươi 2046, Mộc Thương Ngô Cần biết, dị ma tộc phóc người tuy là rất cao lớn, nhưng tuyệt đại đa số dị ma tộc cũng liền hai ba thước, 3,4 mét hình dạng, nhưng dưới cổ thân thể này lại có cao 7-8 thước, đây tuyệt không phải phổ thông dị ma tộc người có thể đạt đến. Thế nhưng, không phải dị ma tộc người thì là cái gì chứ? Lão Nguyên, tần trần hướng Lão Nguyên khẽ hỏi thăm, đây không phải là dị ma tộc nhân thi xương. Lão Nguyên khẳng định nói, về phần đến tột cùng là một tộc kia, ta cũng không rõ ràng lắm. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí ngay cả Lão Nguyên cũng không biết, Tần Trần kinh ngạc, nhưng nếu Lão Nguyên nói đây không phải là dị ma tộc thi hài, như vậy nhất định nhưng không phải, Lão Nguyên thân là dị ma đại lục nguyên thú, đối với dị ma tộc thi hài phân biệt, chắc là không có sai. Nơi đây, dường như so Tần Trần tưởng tượng ra còn muốn thần bí. Tính, trước đêm này đóa hoa màu đen nhận lấy đi. Tần Trần thở dài, sẽ ngắt lấy này đóa hoa màu đen, chỉ là tay hắn vừa mới tiếp xúc này đóa hoa màu đen liền nghe được lão nguyên phát ra một tiếng thét kinh hãi chú ý nhưng đã trễ đây giống như mặt quỷ một dạng đóa hoa màu đen phút chốc hóa thành nhất đạo hắc khí trong khoảnh khắc dũng mãnh tràn vào tần trần trong đầu âm um, tần trần liền thấy giữa thiên địa một cái thân ảnh đồ sộ đứng vững là một đầu trừng cao bảy tám thước lớn đại ma đầu mặt lộ dữ tợn thiết thứ liên tục xuất hiện khác cả người đẫm máu ngửa mặt lên trời gào thét rầm 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 trong tầm mắt đây là đen kịt một màu hoang dã, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là thi thể, mỗi một người đều là nhân tộc, còn có huyết thú, đủ có vài chục mét cao cùng kỳ, người tham ăn cùng đỉnh cấp huyết thú mới ngã xuống đất, máu chảy thành sông, chỉ còn dư lại cụt tay cụt chân. Tần Trần trong đầu hiện lên một đôi âm lãnh bạo lực hai mắt, này đôi con ngươi mắt tỏa ra lực lượng vô hình, như là thiên khung một dạng, tràn ngập Tần Trần đầu. Tần Trần chấn động mãnh liệt, chấn động theo, bởi vì này hai tròng mắt quá cường đại là hắn kiếp trước và kiếp này đã biết người mạnh nhất, cho hắn uy áp thậm chí càng ngự chỉ tại thiên ma bí cảnh trong ma chủ thi hài trên. Này đến là ai? Tần Trần nội tâm đụng phải trước đó chưa từng có lay động, dường như muốn thất thủ trong, bị này hai tròng mắt triệt để thôn phệ. Tần Trần tiểu tử, Trần Huynh, trong mơ mơ hồ hồ, từng đạo thanh âm nóng nảy tại Tần Trần đầu vang lên, phảng phất cực xa, lại gần ngay trước mắt. Không được, trong đầu giật mình một cái, Tần Trần phút chốc tỉnh táo lại, là lão nguyên cùng lô tử an đám người ở điên cuồng gọi hắn. Lúc này tần trần cả người phân bố một tia hắc sắc ma khí, trên đỉnh đầu nguyên bản chán sáng lên thanh liên yêu hỏa sáng tối lập lòe lại giống như là muốn dập tắt một giạc, nơi xa, tất cả nguyên bản tại thanh liên yêu hỏa dưới khí thức không dám tới gần bóng đen, nóng lòng muốn thử, chậm rãi tới gần. Mà tần trần giống như là bị đoạt xá một giạc, đứng ngẩn ngơ không động, cả người ma khí bốc lên. Lô tử an đám người vạn phần nôn nóng, dưới sự kinh hoàng liên tục kêu tần trần, nhưng tần trần lại ngoảnh mặt làm ngơ phảng phất hoàn toàn nghe không được đồng dạng hắn linh trí đã bị hoàn toàn mê hoặc tần trần thanh sau khi tỉnh lại hết sức muốn từ nơi này trong ảo tưởng thoát khỏi đi ra thế nhưng hắn hoảng sợ phát hiện mình xa vào hình ảnh này trong căn bản là không có cách tự kiềm chế tại linh hồn hắn trong một cổ khí lưu màu đen chính đang nhanh chóng tới gần trong đầu hắn linh hồn chỗ tản mát ra khí thức bạo ngược mắt thấy hơi thở này sẽ đem hắn thôn phệ vù vù tần trần trong đầu đột nhiên quang mang vạn trượng cổ thư xuất hiện. Thần bí cổ thư xuất hiện, lần này như là bị kích hoạt một dạng, hào quang rực rỡ, nở rộ ánh sáng chói mắt, cấp tốc bao vây hướng khí lưu màu đen. Khí lưu màu đen tức khắc vạn phần hoảng sợ, điên cuồng muốn rời khỏi tần trần đầu, thế nhưng tại cổ thư quang mang phía dưới lại không giải quyết được vấn đề, bị cấp tốc thôn vệ hầu như không còn. Ta không cam chịu, tại khí lưu màu đen triệt để biến mất hầu như không còn trong nháy mắt, mơ hồ có một đạo kinh sợ tiếng giống vang lên, chấn triệt thiên địa, cuối cùng biến mất, mà cổ thư cũng một lần nữa ảm đạm xuống, biến mất. Tần Trần miệng to thở hổn hển, thoáng cái giật mình tỉnh lại, lúc này mấy đạo bóng đen đã cách bọn họ rất gần, Tần Trần lập tức thôi động Thanh Liên yêu hỏa, tức khắc chạm lam sắc hỏa diễm một lần nữa bạo phát, như là mặt trời chói trang, đem mấy đạo bóng đen kia tan dã hầu như không còn, hóa thành bụi phấn. Trần huynh, người không sao chứ? Lô Tử An đám người lòng còn sợ hãi, vui mừng, vội vàng kinh thanh hỏi. Bọn họ quả là nhanh hù chết, nếu như không phải tần trần tại thời khắc mấu chốt tỉnh táo lại, vậy bọn họ tất nhiên xong đời chắc chắn, dù cho mấy đạo bóng đen kia không cách nào khống chế bọn họ, nhưng trong bầu trời này có là liên tục không ngừng bóng đen, đến lúc đó bọn họ một cái đều không chạy được. Ta không sao, tần trần lắc đầu, cũng lòng còn sợ hãi. Trần Huynh, trước đến phát sinh cái gì? Nhiều nguyên canh có một ít kinh hãi hỏi. Không có gì, trước đóa hoa màu đen, tựa hồ là thi hài này lưu lại oan hồn ngưng luyện đi ra quỷ hoa, trước ta đụng chạm đóa hoa, đưa tới oan hồn nhập thể, kém chút thần trí mẫn diệt. Tần Trần trầm giọng nói ra, nói thật, nếu như không phải cổ thư tại thời khắc quan trọng xuất hiện, vậy hắn rất có thể liền xong. Nguy nga bóng người to lớn đến là cái gì? Còn có thầy phơi khắp nơi cảnh tượng, chẳng lẽ là mảnh thiên địa này trước đây phát sinh qua hình ảnh? Còn có kinh khủng này thi hài, lại là thế nào bỏ mạng ở nơi này? Đây hết thảy hết thảy đều để cho Tần Trần không hiểu ra sao. Nhưng hắn có thể cảm giác được, bản thân khoảng cách chân tướng không xa, kinh sự kiện này sau tần trần cũng không dám nửa sơ suất đề cao cảnh giác tiếp tục đi tới làm tần trần bọn họ khiếp sợ là theo của bọn hắn càng ngày càng sâu vốn tưởng rằng càng ngày sẽ càng nhiều bóng đen vậy mà dần dần ít ỏi lên đến phía sau cư nhiên hoàn toàn biến mất chúng ta ít nhất có nửa canh giờ không thấy được một đầu bóng đen chứ tần trần đột nhiên cau mày câu hỏi không sai ta một mực quan sát thật có nửa canh giờ không thấy được lô tử an cũng nghi hoặc lời nói Tần Trần lập tức liền đem Thanh Liên Yêu Hỏa thôi động đến mức tận cùng, hắn cũng không là dùng để giết địch, mà là dùng để dò xét, thanh sắc quang mang nở rộ, tức khắc bao phủ ở trong vòng phương viên trăm dặm không gian. Đây là Tần Trần có thể làm được cực hạn, nếu như ở bên ngoài, Tần Trần thôi động Thanh Liên Yêu Hỏa phạm vi còn muốn lại thêm càng bao la. Thanh sắc quang mang cuồn cuộn ra, Tần Trần liền thấy toàn bộ trong phạm vi trăm dặm, xác định không đủ có một đầu bóng đen, này trước kia căn bản là không có khả năng phát giác xem tới nơi này có cái gì đặc thù, những hắc ảnh kia hẳn là đều không tại. Tần Trần cao mày một cái, thu hồi thanh liên yêu hỏa, đến bây giờ hắn còn không có hiểu rõ nơi này tình huống. Mà ở hắn thu hồi thanh liên yêu hỏa trong nháy mắt, Tần Trần đột nhiên cảm giác được cả người có một ít sợi hãi, sau đó liền thấy cách đó không xa chẳng biết lúc nào vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái bóng đen. Này là một cái nhân loại, mà không phải lúc trước cái loại này bóng đen, lúc này chính U lãnh nhìn Tần Trần đoàn người, nếu như không phải tần trần kịp thời phát giác đối phương, tựa hồ đối phương giống như là sẽ thẳng như thế đứng ở nơi đó một dạng, mãi mãi cũng không có phản ứng. Mộc thương ngô, bồ hưng xương mấy người lúc này cũng chứng kiến bóng đen, trước tiên liền kinh hô lên, trong thanh âm lộ vẻ kích động. chương 2047, quỷ dị thực lực. Mộc huynh, người tại sao lại ở chỗ này, hội trưởng bọn họ đâu? Đặc biệt bồ hưng xương, kích động nhất không thôi, trước tiên liền xông lên, dường như cùng bóng đen này rất quen thuộc nhấm, đồng thời kích động nói ra. Đây là hành chu thương hội phó hội trưởng Mộc Thương Ngô, cùng bồ hưng xương đến từ cùng một thế lực, trước sông nhập không gian trong phong ấn vô số cường giả một trong. Nhiều nguyên canh biết tần trần không biết đối phương, trước tiên tiến hành giải thích, thần sắc cũng kích động vạn phần. Lúc đầu hắn thậm chí coi là trước sông vào vào đây người gặp được làm loạn, nhưng bây giờ thấy Mộc Thương Ngô, trong lòng liền mừng như điên. Nếu Mộc Thương Ngô có thể còn sống sót, như vậy dư người vô cùng có khả năng cũng còn sống. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Suy nghĩ một chút cũng phải, trước có thể xông vào vào đây, đều là thiên lôi thành cấp cao nhất cao thủ, trong có một chút người tu vi thậm chí so Phùng Khang An đều còn đáng sợ hơn nhiều, trước Phùng Khang An có thể ở bóng đen tiến công dưới còn sống sót, như vậy tất nhiên cũng không có thiếu người sau khi đi vào, tương tự có thể còn sống sót. Cũng tỉ như bọn họ thiên tuần hội công tôn chiết hội trường, nhiều nguyên canh không hoài nghi chút nào công tôn chiết hội trưởng ở chỗ này có thể còn sống sót, hội trưởng cường đại, vượt xa hắn tưởng tượng. Mà bây giờ nhìn thấy một thương ngô, bọn họ liền có cơ hội tìm được hội trưởng bọn họ, trong lòng làm sao không kích động. Mọi người ở vào trong sự kích động, đều không nhìn thấy đối mặt kích động bồ hưng xương, một thương ngô trên mặt vậy mà không có chút ba động nào, chỉ là có chút u lãnh nhìn chằm chằm mọi người, để cho người ta cả người sợi hãi, thập phần không được tự nhiên. Một huynh, người làm sao? bồ hưng sương lúc này cũng phát giác mộc thương ngô không thích hợp vội vàng hỏi chú ý nhất đạo tiếng kinh hô vang lên là tần trần nhưng đã trễ mộc thương ngô trong ánh mắt phút chốc hiện lên một chút quang mang mãnh liệt giơ tay phải lên oanh nhất đạo đen kịt ánh đao tức khắc liền bạo quyển đi ra sắc bén đao khí khuấy động lên cao mấy trượng thổ nạp bất diệt cực hạn hắc cơ hồ thôn vệ chung quanh hết thảy ánh sáng như là vẩy mực bồ hưng sương căn bản không ngờ tới mộc thương ngô sẽ đối với hắn đột nhiên xuất thủ đợi đến tần trần nhắc nhở muốn phản ứng cũng đã không kịp thời khắc nguy cấp chỉ có thể ở trước người tạo thành nhất đạo chân nguyên bình chướng đồng thời một mặt hộ thuẫn xuất hiện ở trước người thân hình đột nhiên chợt lui xác xác đen kịt ánh đao quá nhanh bồ hưng xương còn chưa kịp sau lui bao xa cũng đã bị một đao chém trúng đầu tiên là chói tai tiếng nổ đùng đoàng vang lên bồ hưng xương vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thuẫn chân bảo trong sát na liền bị bổ ra một vết nứt sau đó anh một tiếng chia năm xẻ bảy ra ánh đao tới gần Bồ hưng xương trên thân chân nguyên hộ cháo tại đen nhánh kia như mực đậm ánh đao dưới liền như giấy mỏng một dạng trong khoảnh khắc bị xé nứt ra. Sau đó chính là mưa máu bay ngang bồ hưng xương thân thể từ đỉnh đầu đến chân bước trong nháy mắt bị xé nứt ra tại chỗ chết vô số tiên huyết ngang bắn tung tóe tại trong hư không bị một cổ vô hình lực lượng dẫn bồ hưng xương thân thể tức khắc hóa thành một cổ thây khô phốc thông một tiếng té ngã trên đất trước vẫn là một cái sống linh linh người mà bây giờ lại trở thành một cổ thây khô một giọt nước phân cùng huyết dịch cũng không có, chia làm hai nửa khuôn mặt mang theo hoảng sợ cùng dữ tợt, trước đó chưa từng có kinh khủng. Một chiêu, chỉ một chiêu, bồ hương xương ngã xuống, nhiều nguyên canh cùng lô tử an nhất tề hít một hơi lãnh khí, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Điều này sao có thể chứ? Cùng là thiên lôi thành cường giả cấp cao nhất, một thương mô thực lực bọn họ đều nứa quá là rõ ràng, cùng bồ hương xương cũng liền sàn sàn với nhau, khả năng hơi mạnh hơn bồ hương xương một ít, nhưng là mạnh không nhiều. Nhưng bây giờ, bồ hưng sương nhưng ngay cả một chiêu đều không có thể ngăn ở liền bị mất mạng tại mộc thương ngô trong tay để cho hai người cảm thấy trước đó chưa từng có khiếp sợ mà càng khiếp sợ vẫn là mộc thương ngô động tác hắn và bồ hưng sương đều là hành chu thương hội phó hội trưởng mộc thương ngô tại sao muốn giết bồ hưng sương chẳng lẽ cũng là bị bóng đen kia khống chế sao nhưng này cũng không khả năng bọn họ không thể không bị bóng đen kia khống chế qua một khi bị bóng đen khống chế tuy là ý chí mất đi thế nhưng tu vi cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào thậm chí đều không cách nào thi triển vũ kỹ, chỉ có thể bản năng lợi dụng chân nguyên tiến công. Nhưng lúc trước Mộc Thương Ngô thi triển một đao kia, tràn ngập huyền diệu, đây tuyệt đối là cao cấp nhất vũ kỹ mới có thể bộc phát ra uy lực. Chết, Mộc Thương Ngô một đao chém giết Bồ Hưng xương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, trong đồng tử có âm lãnh quang mang, hoàn toàn không giống như là bị khống chế hình dạng, ngược lại là giống như một cái hung tàn đồ phu. Sau đó, thân hình hắn động, oanh một tiếng, giống như quỷ mị, xông thẳng Tần Trần, một đao nhanh như tia chớp chảm xuống. Xôn sao, cùng lúc trước kích sát bồ hương xương một đao kia đồng giặc, nhất đạo cực hãn đen kịt đao ý nở rộ, đem tần trần ánh mắt, thậm chí tâm thần đều phải thôn vệ đi vào, hóa thành vô tận hắc. Tần trần trong lòng nổi giận, hắn ngay từ đầu cũng không thể phát giác một thương ngô dị dạc, mà chờ hắn phát giác thời điểm cũng đã muộn, tuy là bồ hương xương cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng chứng kiến một cái cùng cùng với chính mình đi không ít thời gian ra hỏa cứ như vậy ngã xuống thời điểm, tần trần trong lòng tự nhiên không cách nào đạm định. Vù vù, bán nguyệt cổ kiếm trước tiên liền bị tế xuất, tần trần không dám khinh thường, tử tự, tự kiếm quyết trước tiên liền thi triển ra đi. Xôn sao, lộng lấy kiếm quang nở rộ, cùng đen nhánh kia đao mang trong nháy mắt liền đụng vào nhau. ầm, uhm, đao ý cùng kiếm ý bạo phát, tần trần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới, không khỏi bạch 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 lui lại mở mấy bước, ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Thật mạnh, này thật chỉ là hành chu thương hội một cái phó hội trưởng sao. Thực lực so với trước kia Phùng Khang An đều còn đáng sợ hơn phía trên không ít, mấu chốt nhất là, đối phương thân thể cực cường hãn, hai người đụng nhau một chiêu sau, đối phương vậy mà thở ơ. Trên người người này đến xảy ra tình huống gì, tần trần ánh mắt ngưng lại, nếu là có thể bắt được hắn, có lẽ thì có khả năng từ trên người hắn hiểu được hết thảy tình huống, mà bây giờ tần trần muốn biết nhất, còn lại là đấu vũ hội vật dung hội trưởng hành tung. Chuyện này, thấy thế nào, đều giống như Phiêu Miểu cung một cái âm mưu, coi như không phải Phiêu Miểu cung chủ đạo, cũng cùng Phiêu Miểu cung có nhất định liên quan, giống như ban đầu ở cổ ngu giới dị ma đại lục một dạng, là Phiêu Miểu cung trong dị ma tộc trong bóng tối thúc đẩy. Mà đấu vũ hội là Phiêu Miểu cung bố trí xuống quân cờ, Tần Trần ý kiến rất đơn giản, chỉ phải ở chỗ này tìm được đấu vũ hội hội trưởng tung tích, liền có thể từ đối phương trong miệng hiểu được Phiêu Miểu cung âm mưu, cùng không gian này phong ấn lai lịch. Ừm, um, nghĩ tới đây Tần Trần tức khắc ra tay toàn lực cùng này một thương ngô trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Chỉ thấy hai bóng người không ngừng đan sen, bộc phát ra vô tận chân nguyên, oanh nguyên bản u ám thiên địa đều nhiều hơn thêm một phần sắc thái. Tần Trần là càng đánh càng kinh ngạc, hắn mạnh nhất là thân thể, đã đạt đến vô lậu cảnh giới hắn kết hợp bất diệt thánh thể đệ bát trọng, thân thể cường độ thậm chí so bình thường đỉnh phong võ đế đều còn đáng sợ hơn. Thế nhưng này một thương ngô thân thể lại cũng vô cùng cường hãn, hai người liều mạng phía dưới, vậy mà ai cũng không làm gì được ai. Hừ, vạn thần quyết vạn thần tịch diệt nếu sức mạnh thân thể không cách nào áp chế tần trần lập tức thi triển vạn thần quyết lợi dụng lực lượng linh hồn tiến hành đả kích chương 2048, nghìn vực thẳm vách núi vù vù một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn cuồn cuộn ra trong nháy mắt nhập vào một thương ngô trong thân thể vậy mà đồng dạng vô hiệu tần trần thất kinh điều này sao có thể chứ bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ bản thân vạn thần tịch diệt mặc dù là đỉnh phong võ đế cũng không khả năng không sợ này mộc thương mô trên thân cuối cùng phát sinh cái gì trần huynh chúng ta giúp ngươi lô tử an cùng nhiều nguyên canh cũng biết sự tình khẩn cấp cấp tốc xuất thủ giúp đỡ tần trần trấn áp mộc thương mô ầm um, nhưng vô dụng chỉ một chiêu mà thôi lô tử an liền bị đánh bay ra ngoài khóe miệng tràn máu khí huyết cuồn cuộn vô cùng chật vật mà nhiều nguyên canh càng thêm bất kham há mồm phun ra tiên huyết xương sườn đều bị đập gãy hai cái sắc mặt hai người tái nhợt, nội tâm đụng phải trước đó chưa từng có đả kích. Lúc này mới bao lâu không gặp, trước đây so với bọn hắn yếu, nhiều nhất sàn sàn với nhau một thương mô vậy mà một chiêu liền kích thương bọn họ, nhất mấu chốt vẫn là ở cùng tần trần trong chiến đấu. Không còn mặt mũi nào, không thích hợp, này một thương mô có cái gì rất không đúng. Liên tục thất bại, để cho tần trần cao mày, tuy là này một thương mô thoạt nhìn rất bình thường, dường như giống như người bình thường đồng dạng, nhưng Tần Trần lại có một loại cảm giác, đối phương trên thân hẳn là phát sinh một loại dị biến. Người bình thường nhìn thấy đã từng hiểu biết người, sao lại không nói câu nào, liền đại khai sát giới. Thanh liên yêu hỏa, tâm ý khẽ động, Tần Trần phút chốc thôi động ra thanh liên yêu hỏa, trước này một thương mô căn bản không tại Tần Trần trong tầm mắt, là trước trước Tần Trần đem thanh liên yêu hỏa thôi động đến mức tận cùng thời điểm, đối phương mới đột nhiên xuất hiện. Tần Trần nghi ngờ đối phương xuất hiện có thể hay không cùng thanh liên yêu hỏa có liên quan, chạm lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt huyền phù tại tần trần đỉnh đầu lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt giống như một vầng mặt trời chói trang, tại cháy một thương ngô xì 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 một thương ngô trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ trên thân thậm chí mạo xuất ra đạo đạo khói đen một đôi đồng tử cũng biến thành đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm thanh liên yêu hỏa lộ ra thù hận khát vọng quang mang tới ầm um, hắn giết tới lao thẳng tới thanh liên yêu hỏa muốn cướp đoạt thanh liên yêu hỏa trong miệng còn quát ầm lên cho ta nhanh cho ta, tần trần sẽ đáp ứng thế nào đây? Hắn tỉ mỉ quét mắt một thương ngô phía sau lưng, một thương ngô trên thân cũng không có bất kỳ bóng đen bám vào, nhưng này trạng thái lại hết sức không thích hợp, chỉ là nỉ non cho ta, cho ta. Tần trần hư lạnh, đem thanh liên yêu hỏa uy lực thôi động đến mức tận cùng, oanh, đáng sợ hỏa diễm khí tức bao phủ, phương viên mười trong vòng mấy giảm tối tăm khí tức trong nháy mắt tan dã hầu như không còn, một mảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ mà ở vào trong hỏa diễm ở giữa mộc thương ngô lại phát ra kịch liệt kêu thảm y phục trên người oanh một tiếng thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Cánh tay hắn trần lộ ra, cả người lông dài, đen kịt sợi hãi bay lượn, để cho người ta sợ run lên. Đây là cái gì quỷ? Một thương ngô trừ trên mặt bình thường ở ngoài, toàn thân cao thấp đều bị lông đen bao trùm, như là một cái quái vật một dạng. Hắn kêu thảm một tiếng, thừa nhận không được thanh liên yêu hỏa uy lực, oanh một tiếng giết ra thanh liên yêu hỏa vây quanh, xoay người chạy. Tần Trần đương nhiên sẽ không để cho một thương ngô chạy mất, trong nháy mắt liền đuổi theo. Trần Huynh, nhiều nguyên canh cùng Lô Tử An tức khắc nôn nóng kêu lên tiếng, bọn họ nếu là không đi theo Tần Trần, ở loại địa phương này tuyệt đối chắc chắn phải chết, khác nói, chỉ là bóng đen kia thì có khả năng muốn mạng bọn họ. Tần Trần do dự một chút, nhấc tay một cái, tức khắc hai đạo hỏa quang bắn vào hai người giữa chân mày. Ta đi truy một thương ngô, các người theo kịp, nếu là theo không kịp đến, đạo này hỏa diếm cũng có thể bảo đảm các ngươi trong một thời gian ngắn an toàn. Tiếng nói rơi vào, Tần Trần thân hình dĩ nhiên biến mất ở phía trước, lưu lại kinh hồn táng đảm nhiêu nguyên canh cùng lô tử an, vội vàng hướng tần trần đuổi theo. Thế nhưng tần trần cùng một thương ngô tốc độ quá nhanh, vượt xa hai người bọn họ, chỉ trong chốc lát, hai người liền mất đi tần trần thân ảnh. Xong, hai người đặt mông ngồi dưới đất, mặt mộng bước cùng tuyệt vọng. Cứ việc tần trần cho bọn hắn lưu lại bảo mệnh hỏa trùng, nhưng lại có thể kiên trì bao lâu đây? Căn bản sau so ra kém đi theo tần trần bên cạnh thoải mái, duy nhất đáng được ăn mừng là, bọn họ đi sâu sau, khu vực này trong bóng đen dường như hoàn toàn biến mất, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nhưng sau này thì sao? Hai người đau khổ cười một tiếng, nguyên bản còn khá không hợp nhau hai người, lúc này lẫn nhau ôm ấm áp lên, rát tay đồng tiến. Tần Trần tự nhiên không biết lô tử an tâm lý bọn họ, hoặc giả coi như là biết cũng sẽ không để ý, song phương bình nước tương phùng, hắn dù sao không phải là bảo mẫu, chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Lúc này Tần Trần chỉ muốn đem một thương ngô cho cản lại nhưng một thương ngô tốc độ cực nhanh, nhanh đến tần trần toàn lực cũng chỉ có thể một chút tới gần, cũng không biết qua bao lâu, chỉ một chút nữa là đuổi theo thời điểm, tại đây đen kịt ở trên hoang nguyên vậy mà xuất hiện ba cái lối rẽ, với lại không có do dự chốc lát, một thương ngô liền vọt vào trong một cái lối rẽ. Tần trần phút chốc dừng lại, chẳng biết tại sao, này ba cái lối rẽ đều cho hắn một trận cực kỳ khủng bố hoảng sợ cảm giác. Phảng phất là tam đầu mở ra miệng khổng lồ hồng hoang dị thú, phải thôn vệ hết thải tiến nhập đồ bên trong nơi này tại sao có thể có ba cái lối rẽ? Tần Trần nội tâm nghi hoặc, với lại tại đây cửa ngã ba, hắn còn chứng kiến không ít lộn xộn vết chân, thậm chí còn có một ít tranh đấu vết tích. Nơi này tuyệt đối có người đến qua, với lại không chỉ một. Chẳng lẽ là thiên lôi thành người khác? Tần Trần tâm tư thay đổi thật nhanh, mà hắn chỉ là hơi do dự một chút, Mộc Thương Ngô đã biến mất ở trong một cái lối rẽ bên trong. Chỉ là Trần chờ chốc lát, Tần Trần lập tức liền vọt vào đi, thế nhưng Mộc Thương Ngô thân ảnh đã triệt để không gặp, mà tần trần chứng kiến, còn lại là một mảnh vách núi, vách núi hai bên là vô tận vực thẳm, mà ở vách núi đối diện có một mảnh bị sương mù màu đen oanh nhiễu địa phương. Này tòa vách núi ngang vực thẳm hai bên, hai phía là sâu không gặp vực thẳm, trong vực sâu, từng đảo hắc khí tại phiên trào. Cả tòa vách núi khoảng chừng dài gần nghìn trượng, khoảng cách như vậy, ở bên ngoài thời điểm, lấy tần trần tu vi một bước thì có khả năng nhảy tới, nhưng ở chỗ này, tần trần lại đạp lên vách đá sau, bản thân vậy mà không cách nào phi hành chỉ có thể từng bước đi tới. Tần Trần khẽ cắn môi, nơi này không có hắn địa phương, rất dễ nhận thấy một thương mô chỉ có thể là đi vách núi đối phương, hắn cảnh giác vạn phần, cẩn thận từng ly từng tí hướng vách núi đối diện đi tới. Ngay từ đầu còn tốt, mà khi Tần Trần đi tới vách núi gần một nửa thời điểm, liền phát hiện không hợp lý, hắn nhìn vách núi thời điểm, vậy mà cảm giác được một trận ngất xỉu, dường như có vật gì muốn từ chỗ sâu trong óc tán phát ra biến mất một dạng, giống như là muốn một đầu ngã quỵ không tốt, tần trần trong lòng lập tức chính là lớn sợ, vội vàng thôi động cửu tinh thần đế quyết điên cuồng vận chuyển lên, cái loại này ngất xỉu lập tức liền biến mất, thế nhưng cái loại này mê muội tiếp tục lại cuốn tới, làm sao cũng không ngừng được. Tần trần hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về vách núi đối diện đi tới, đến nơi đây, hắn đã không có quay đầu cơ hội. Đồng thời Tần Trần đã chuẩn bị cho tốt tùy thời tiến nhập càn khôn tạo hóa Ngọc Điệp. chương 2049, xa vào ảo cảnh. Tần Trần từng bước đi ở này trên vách đá, kiếp trước hắn lang bạt rất nhiều cấm địa, thấy qua quỷ dị chi địa vô số kể, nhưng giống như này vách núi một dạng quỷ dị địa phương thật đúng là ít có. Nơi đây, hết sức đặc thù, thoạt nhìn chỉ có nghìn trượng xa, trên thực tế lại như là ngang qua thế giới này, để cho người ta cảm thấy nhỏ bé cùng thấp kém. Nơi này đến là địa phương nào? Vô tận ma khí, quỷ dị thi hài, còn có những thứ kia có thể khống chế người tư duy bóng đen, nơi này không hề giống một chỗ tàng bảo chi địa, ngược lại giống như một cái chôn xác chỗ. Tần Trần ánh mắt lập lòe, nổ bắn ra điểm hàn mang, bên cạnh không có Lô Tử An cùng người sau, hắn khôi phục nhất quán bình tĩnh, ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy, không tiếp tục ẩn giấu bản thân bản tính. Nếu như lúc này có cao thủ chứng kiến Tần Trần bộ dáng, tất nhiên sẽ thất kinh, này thật chỉ là người tuổi trẻ sao? Cặp kia cơ trí hai mắt, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy, trên thân phát ra khí tức, càng giống như là đặt chân lên đỉnh cao nhất thiên kiêu, cái thế vô song. Bạn đang nghe chuyện trên Obookaudio.com. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi đây là đấu vũ hội phát hiện trước, mà đấu vũ hội có thể là phiêu miểu cung bố trí xuống quân cờ. Nếu như nơi đây rõ là phiêu miểu cung đệ một cái âm mưu, cực đại khả năng không phải phiêu miểu cung bản thân bố trí, mà rất có thể là năm đó dị ma tộc lưu dưới di tích một trong, giống như cổ ngu giới đồng dạng dị ma tộc hủy diệt thiên vũ đại lục chi tâm thẳng bất tử. Nhưng phiêu miểu cung cứu cực xem là cái gì chứ? Là như cổ ngu giới trong một dạng bồi dưỡng được một cái ma chủ cấp cao thủ, còn là nói là khác cái gì. Tần Trần trong lòng thiên ti vạn lũ, thông qua nơi đây nghe thấy, hắn dĩ nhiên có một chút suy đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chân chính chân tướng, lại như như lọt vào trong sương mù, còn không biết chút nào. Lúc này Tần Trần cũng không biết Thượng quan Hy Nhi đã tới lôi đình chi hải, thậm chí đem nơi đây tin tức truyền bá ra ngoài, hấp dẫn toàn bộ thiên lôi thành, thậm chí vũ vực rất nhiều thế lực cường giả cấp cao nhất. Hô, Tần Trần thôi động linh hồn bí pháp, tận lực không để cho mình ngất đi cái loại này tầng tầng lớp lớp đánh tới cảm giác tráng váng căn bản là không có cách tiêu trừ chỉ có thể tận lực ngăn cản này mê muội lực quá mạnh nếu không có ta tu luyện vạn thần quyết thiên diễn cấm thuật mặc dù là một ít đỉnh phong võ đế tới trước có lẽ cũng đã xa vào trong không cách nào tự kiềm chế tần trần nghĩ như thế chú ý về phía trước nhưng không hiểu một loại thập phần quỷ dị cảm giác oanh nhiễu đầu óc hắn làm cho hắn cảm giác được dường như là lạ ở chỗ nào đến là là lạ ở chỗ nào. Tần Trần khổ sở suy nghĩ, lại không nghĩ ra được quỷ dị chỗ, nội tâm không khỏi trầm xuống. Hắn đối với mình cảm nhận thập phần tin tưởng vững chắc, võ giả phúc trí tâm linh, có đôi khi trực giác thậm chí so chứng kiến, nghe được đều có thể chân thật. Là lão nguyên, bỗng, Tần Trần rung một cái, rốt cục phát hiện không hợp lý địa phương ở nói đó. Bởi vì hắn vậy mà mất đi cùng lão nguyên liên hệ. Lão nguyên, Tần Trần lập tức liền truyền âm cho lão nguyên, nhưng vô luận hắn như thế nào hô hoán lão nguyên càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lão nguyên từ đầu đến cuối không có một chút động tính như là mai danh ẩn tích không được trong lòng lập tức liền kinh hãi còn chưa tới kịp phản ứng cũng cảm giác được vô số hắc khí chen chúc vọt vào đầu óc hắn chỉ là trong nháy mắt đầu óc hắn liền tiếng nổ lên thậm chí biến phải lộn xộn không gì sánh được tần trần vậy mà không tự chủ được đi phía trước lại lần nữa cấp tốc đi vài bước sau một khắc hắn cũng cảm giác được mắt trước vách núi nứt ra đến Trước mắt nơi nào còn có nửa điểm vách núi cái bóng, có chỉ là một mảnh hoang dã, mà hoang dã trên, tất cả thật lớn hài cốt ảo ảo đứng lên, hướng hắn vây quanh qua đây. Đến phát sinh cái gì, Tần Trần kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ có một tí thần trí làm cho hắn lập tức liền tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp. May mắn là, Tần Trần cùng Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp giữa liên hệ vẫn còn, tại hắn tiến nhập Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong nháy mắt, Tần Trần lập tức cũng cảm giác được chung quanh một mảnh thanh tĩnh cái loại này kinh khủng hắc sắc ma khí cùng vô số thi hài phút chốc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tần Trần tiểu tử, người cuối cùng vào đây, lão nguyên tiếng âm vang lên đến, khác vừa rồi tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong cũng phát giác Tần Trần không thích hợp, nhưng muốn liên lạc thời điểm, lại phát hiện làm sao cũng liên lạc không được Tần Trần, giữa hai người như là cách nhất tầng bình chướng một phen, may mắn Tần Trần bản thân tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tần Trần ô khẩu khí, ngồi ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong bắt đầu vận chuyển cửu tinh thần đế quyết cùng lôi đình huyết mạch trục xuất trong đầu ma khí tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tần trần có khả năng trưởng khống một vùng thế giới chỉ là kể ra cái hô hấp thời gian một tia hắc sắc ma khí liền bị hắn luyện hóa đi ra huyền phù tại trước mắt hắn thấy những hắc khí này chính là tần trần cũng âm thầm kinh hãi lấy hắn chân nguyên tu vi cùng cường đại linh hồn tu vi những thứ này hắc sắc ma khí vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập đầu kém chút làm cho hắn bị lạc tại trên vách đá, cái này đã vượt qua một dạng dị ma tộc thủ đoạn. Tần Trần Tế xuất thanh liên yêu hỏa, đem các loại hắc sắc ma khí thiêu hủy sau, ném một cái quản chế trận bàn ra ngoài. Theo trong trận bàn, Tần Trần xem rõ ràng, cái này vách núi vẫn còn đang, nơi nào có cái gì giãn nứt. Lại thêm không có gì vô tận hài cốt, lúc trước hết thảy chẳng qua là ảo giác mà thôi, thật là lợi hại ma khí cùng ảo cảnh. Tần Trần cảm thán một tiếng, cùng lão Nguyên giao lưu chốc lát, lại phát hiện liền lão nguyên cũng không rõ ràng lắm những thứ này ma khí lai lịch chẳng lẽ không có quan hệ gì với dị ma tộc tần trần cao mày nếu là dị ma tộc đồ đạc lão nguyên không đến mức không nhận ra chứ ngẫm lại tần trần trong lòng biết tiếp tục lưu lại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong cũng là không giải quyết được vấn đề thân hình thoát một cái dĩ nhiên xuất hiện lần nữa tại trên vách đá tần trần mới xuất hiện ở trên vách núi vô tận ma khí cùng ảo cảnh liền lại ào ào đánh tới chân xuống vách đá dường như lại tại bắt đầu dạn nứt cùng biến mất, trước mắt hiện ra hoang dã cùng nhiều hài cốt. Lần này, Tần Trần trực tiếp thôi động thiên hồn cấm thuật, đồng thời thanh liên yêu hỏa đã gửi đi ra. Ầm, uhm, trên bầu trời một đoàn nóng bỏng hỏa diễm nổ bắn ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt, hắc sắc ma khí bị bước lui một ít, nhưng là chỉ là bị bước lui gần trượng mà thôi, dư như trước Tần Trần bên cạnh điên cuồng dũng động. Để cho Tần Trần hoảng sợ là, tại thanh liên yêu hỏa phía dưới, hắn mới rõ ràng chứng kiến, này hắc sắc ma khí trong, thậm chí có vô số chi chít cái bóng. Chính là Tần Trần cũng xem tê cả ra đầu, hắn xem qua bóng đen cũng không phải một cái hai cái, nhưng là hắn vẫn là lần đầu tiên xem thấy nhiều như vậy bóng đen tụ tập cùng một chỗ, có chút hắc ảnh quá lớn thậm chí đã tới gần sau lưng của hắn, mà hắn bị ảo cảnh cùng ma khí quấy nhiễu vậy mà còn chưa phát hiện. Vách núi hai bên dưới vực sâu, vô tận ma khí rung động, trong lúc này bóng đen rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Tần Trần không dám tưởng tượng, Chẳng lẽ những hắc ảnh kia đều là từ nơi này trong vực sâu bò ra ngoài sao? Tần Trần không nghĩ ra, nếu như những hắc ảnh này là theo trong vực sâu bò ra ngoài, vậy tại sao chính giữa một đoạn kia địa phương bóng đen lại đột nhiên biến mất đây? Chương 2050, đao này không sai. Tần Trần nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ có thể không suy nghĩ thêm nữa. Nơi này hết thảy quá mức quỷ dị, hiện tại hắn chỉ có đem trước một thương ngô bắt lại, có lẽ mới có thể theo đối phương trên thân biết được một vài thứ. Tần Trần thôi động Thanh Liên Yêu Hỏa, tức khắc một đoàn ấm áp quang mang oanh nhiễu mà xuống, đem chung quanh hắc khí làm cho càng xa một chút hơn, những hắc ảnh kia mặc dù không có ngũ quan, nhưng Tần Trần lại cảm giác được những hắc ảnh này đều dùng âm lạnh ánh mắt nhìn mình chằm chằm, giống như là muốn gặm nhắm bản thân cốt nhục. Tần Trần ngược lại hút mấy cái lãnh khí, nơi này bóng đen quá nhiều, hắn cũng bất lực, mà nhiều như vậy bóng đen nếu muốn toàn bộ đều rời khỏi không gian phong ấn, thậm chí ra lôi đình chi hải. Tần Trần căn bản cũng không dám nghĩ xuống hắn khẳng định nếu quả thật là lời như vậy, như vậy lôi châu liền xong đời, thậm chí vũ vực nhị trọng thiên đều có thể xong đời. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng Tần Trần cũng không kịp nhiều như vậy, những hắc ảnh này số lượng quá nhiều, lấy hắn hiện tại tu vi căn bản giết không hết. Hiện tại Tần Trần còn phải cảm tạ Lô Tử An mang đến kỳ tùy U Lam, nếu như không phải kỳ tùy U Lam để cho thanh liên yêu hỏa lấy được tiến hóa, Tần Trần tin tưởng lấy đã từng thanh liên yêu hỏa uy lực, muốn ngăn cản những thứ này ma khí độ khó tất nhiên sẽ rất lớn. Thôi động thiên hồn cấm thuật cùng thanh liên yêu hỏa, tần trần cấp tốc thông qua vách núi. Một đường vào tần trần tầm mắt, là một mảnh mặt đất màu đen, mà đại địa trên, lại có một cái mộ phần, trước hắn thẳng truy sát một thương ngô lại khoanh chân ngồi ở mộ phần trước, chứng kiến đột nhiên xuất hiện tần trần, mở hai mắt ra, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ha ha, cuối cùng tìm được ngươi, tần trần ánh mắt híp một cái, cười nhạt nói, ngươi, là, làm sao, qua đây, một thương ngô ánh mắt hồ nghi, ngồi ở đây một phần, trên thân bộ lông rậm rạp, giống như quỷ mị, để cho người ta sợ run lên. Hắn lắp bắp mở miệng, một chữ một cái, thì giống như một người bị giam cầm trên trăm năm, thẳng không người giao lưu, quên nên nói như thế nào một dạng, cách quáng. Tại sao tới đây ngươi không cần phải xen vào, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi là tại sao tới đây? Tần Trần nhìn chằm chằm một thương ngô, hắn không tin một thương ngô trên người có thanh liên yêu hỏa cùng thiên hồn cấm thuật, ngay cả mình đều kém chút bỏ mạng ở này trên vách đá, như vậy mộc thương ngô là tại sao tới đây? Trên người hắn tất nhiên có bí mật, còn có này mộ phần, lại là ai mộ địa? Người tới, vừa lúc, mộc thương ngô nói một câu sau, vậy mà lưu loát không ít, trên người hắn chợt ôm lấy một đoàn hắc quang, một thanh đen kịt chiến đao xuất hiện ở trong tay, vẩy một cái lên. Nhất đạo đen kịt đao mang tại đao thế giới ngưng tụ thành, ầm một tiếng đem động đất mở, lấy thế nhanh như trước không kịp bị tai hướng tần trần lăng không chém tới. Tần Trần thân thể ngưng lại, một cái phóng lên cao, né tránh đạo kia đen kịt ánh đao. Ầm, um, ánh đao trực tiếp ở trên mặt đất nổ lên, như là một đóa hoa đen nở rộ, nổ bắn ra vô số đao khí bắn hướng thiên không, tại đen kịt cả vùng đất cuốn lên một mảnh hắc sắc long quyển. Từ phía trên khoảng không quan sát xuống, tự như cùng đặt mình trong một mảnh mực hắc hải dương, các loại lợi hại khí tức tràn ngập toàn thân, đầy trời đều là quy tắc chi lực. Tần Trần cả kinh, này mộc thương mô thực lực dường như so với trước kia mạnh hơn một chút ở đó đầy trời ánh đao chi khí quy tắc xuống, như là liên tục có lưỡi dao xẹt qua hắn ra thịt, trên thân tiếp ngay cả phát ra vang vang cắt tiếng. Vô số ánh đao bắn ra, tần trần thân ảnh lóe lên, lưu lại một đạo lôi quang lược ảnh, liền đến mở hơn trăm thước. Ngươi, không chạy được, nhất đạo thanh âm chói tai vang lên, không thấy bóng dáng, chỉ nghe được chiến đao tiếng xé gió, một thanh đen kịt chiến đao theo đen kịt trong thiên địa đâm ra, ánh trăng như nước, chém về phía tần trần. Xoẹt, ánh đao mang theo cắt quy tắc chi lực, lao thẳng tới Tần Trần. Người đó nói ta muốn trốn, Tần Trần cười nhạt, trực tiếp thôi động thanh liên yêu hỏa, oanh, ánh lửa nở rộ, thoáng cái bao phủ ở một thương ngô, trước chính là dựa thanh liên yêu hỏa lực lượng, mới đưa này một thương ngô cho đuổi đi. Nhưng lúc này đây, Tần Trần khiếp sợ, thanh liên yêu hỏa chiếu sáng tại một thương ngô trên thân, một thương ngô bên ngoài thân lại có một cổ vô hình hắc sắc khí tức xuất hiện, ngăn cản thanh liên yêu hỏa ăn mòn. Ta, không sợ, một thương ngô hú lên, ánh đao hạ xuống, xì si si một tiếng vang lên, tần trần bỗng chốc bị chém thành lưỡng đoạn, trong nháy mắt tiêu tán ra, bị chém ra chỉ là một đạo tàn ảnh. Tần trần thất kinh, này mộc thương ngô trên thân hắc sắc lực lượng hết sức cổ quái, vậy mà ngăn trở thanh liên yêu hỏa ăn mòn. Nhưng này thì như thế nào? Bạch, tần trần thân hình tại mộc thương ngô bên cạnh xuất hiện, đấm ra một quyền đi, oanh, quyền uy quét ngang, trực kích mộc thương ngô cánh tay phải, muốn đem đen nhánh kia chiến đao đánh bay. Đao này không sai, buông tay, quyền uy quét ngang, phía trên càng là có đạo đạo lôi quang dũng động, là lôi đình huyết mạch, lốp bốp, nắm đấm lôi quang không ngừng chấp động, một kích đánh vào một thương mô trên cánh tay phải. Ầm, um, một thương mô bị đánh bay ra ngoài, chiến đao bay lên, cũng không cùng Tần Trần bắt lại chiến đao, mộc thương mô dĩ nhiên lần thứ hai đánh tới. Hô, trên người hắn bắp thịt cuồn cuộn, biến phải càng thêm dã tính, thân thể bành trướng gần một lần, như là hóa thành một cái cự nhân, trên thân uy lực lần thứ hai tăng vọt, một quyền hướng Tần Trần đưa tay ra cánh tay đập tới ầm lôi quang ở đó quyền phong dưới nổ lên sau đó chuôi này chiến đao trên không trung xoay tròn trực tiếp bị mộc thương ngô nắm trong tay chiến đao vẽ ra trên không trung nhất đạo hắc quang mạnh mẽ hướng tần trần chém tới phần phật không trung trực tiếp bị xé nứt ra sóng gợn cuồn cuộn đen kịt đi chính giữa sóng gợn chỗ sụp xuống phảng phất trời long đất lở ầm ầm tần trần vị trí không gian một cái lở cả người trong nháy mắt bị hắc ám thôn vệ xuống thoáng cái bị đánh bay ra ngoài gia hỏa này làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Tần Trần ổn định thân hình, khẽ nhíu mày, mà cùng lúc đó, Lão Nguyên đột nhiên truyền âm qua đây, để cho Tần Trần mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ. Phía trước, một thương ngô cầm đao mà đứng, đứng ở trời cao phía trên như là một tòa pháo đài, lạnh lùng bốn phía nhìn lại, khóa chặt Tần Trần. Vù vù, Tần Trần trong tay xuất hiện bán nguyệt cổ kiếm, đồng thời, một cái đen kịt hồ lô xuất hiện, vỗ hồ lô, một thương ngô trong đồng tử, liền thấy trong đêm đen hiện ra từng cái hắc kim sắc điểm đen, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Thoáng cái chi chít thành phiến xuất hiện, những thứ này điểm đen bắt đầu biến đến đỏ bừng, mỗi một hạt trên đều có ánh lửa cùng lôi quang nhảy lên, sau đó luồng gió mát thổi qua, hỏa diễm một cái tại điểm đen bốn phía xoay tròn, phát ra vù vù tiếng. Ung ung, những thứ này vô số điểm đen trên không trung khẽ động, như mưa rơi hạ xuống, tựa như cùng ngàn vạn chỉ châu chấu cùng nhau bay qua là phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng. Bọn họ tại lôi đình chi hải trong thôn vệ vô số lôi đình sau, mỗi một người đều lấy được lột xác, toàn thân nở rộ lôi quang, như là một mảnh phong hỏa lôi hải, đánh về phía một thương ngô. Cái gì, một thương ngô trong con người toát ra khiếp sợ, chợt đem chiến đao đưa ngang trước người, một vòng đen kịt kết giới tức khắc ngưng ra, đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ trong. Ba, 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 ba Vô số phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng rơi vào kết giới ở trên chấn lên từng vòng hắc sắc sóng gợn, những thứ này kỳ dị linh trùng trực tiếp khảm nạm đến bên trong kết giới, lôi điện chi lực chợt nổ lên. Âm ầm, đen kịt kết giới phía trên khắp nơi đều thấy lôi quang chạy, mà phệ khí nghĩ bắt đầu điên cuồng thôn vệ kết giới này lực lượng. Chương 2051, cho bản tỏa thần phục. Dựa theo đạo lý, đây tuyệt đối là kích sát cùng bắt mộc thương ngô cơ hội tốt, nhưng Tần Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ, mắt sáng lên, thân hình chợt xuất hiện ở đó một phần trước, bán nguyệt cổ kiếm thôi động, vô tận kiếm khí hóa thành thông thiên kiếm quang, một kiếm hung hăng đánh xuống. trốn lâu như vậy, cần đi ra. tần trần lợi quát một tiếng. ầm, mộ phần thoáng cái nổ tung, bên dưới lộ ra một chỗ hư thối khô cốt, khô cốt thật lớn, trừng trừng ba thước, tản mát ra ngập trời ma khí. ầm ầm, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. mộ phần nổ tung, hài cốt vậy mà thoáng cái phóng lên cao, trống rỗng trong hai con ngươi, chợt mà hiện lên ra hai đoàn u ám băng lãnh hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm tần trần kiệt kiệt kiệt, cư nhiên bị người phát giác bản tọa, tiểu tử loài người lúc nào đã vậy còn quá mạnh. Hải cốt ngửa mặt lên trời cười to, phát ra thanh âm chói tai, mà âm quán nhĩ, lại để cho tần trần cảm thấy nhẹ nhẹ mê muội ý. Dị ma tộc, tần trần nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm đối phương, hư lạnh nói ra, hắn từ nơi này hài cốt trên thân, rõ ràng cảm thụ được dị ma tộc khí tức, rất dễ nhận thấy, cỗ hài cốt này là một gã dị ma tộc người. Với lại, trên người hắn khí tức không gì sánh được viễn cổ, cùng ma tạp lạp có một ít cùng loại, hiển nhiên là đến từ thời đại viễn cổ, rất xa so với trước kia cũng đã trầm ngủ ở nơi này. Di, người cũng biết bản tọa là dị ma tộc, tiểu tử, người đến là ai? Hai cốt giật mình nhìn tần trần, cao mày nói ra. Nên hỏi người người chắc là ta đi, nơi đây đến là địa phương nào? Chẳng lẽ là người dị ma tộc người tại thời đại viễn cổ một cái chỗ ở? Còn có này một thương ngô trên thân đến phát sinh cái gì? Tần trần hừ lạnh một tiếng, kiệt kiệt kiệt, đến lúc này, ngươi lại còn có thời gian suy nghĩ những thứ này ngươi cần suy nghĩ chắc là chính ngươi sinh tử đi ngươi trước trả lời bản tọa mấy cái vấn đề nếu để cho bản tọa tâm tình tốt có lẽ có thể cho ngươi lưu một chỗ toàn thây hai cốt đình chỉ cười như điên lạnh lùng nhìn tần trần nói ra chỉ là hắn cười nhạt nghe có chút tiếng nghiến răng âm thập phần chói tai ngươi là thế nào thông qua vách núi đi tới nơi này bằng vào hỏa diễm này hẳn là còn làm không được chứ này hai cốt nghi hoặc hỏi rất dễ nhận thấy khác biết thanh liên yêu hỏa tuy là có thể cho trong vực sâu ma khí không cách nào ăn mòn qua đây, nhưng nhưng không cách nào ngăn cản ảo cảnh ăn mòn. Người nói cho ta biết trước muốn biết, có lẽ ta tâm tình tốt sẽ trả lời ngươi vấn đề. Tần Trần cười lạnh nói, khỏi cần, khống chế ngươi, hết thảy đáp án bản tọa không phải đều biết. Hai cốt ánh mắt phát lạnh, trong cơ thể một cổ lực lượng bộc phát ra, không gian xung quanh rung một cái, biến phải một cái không rõ. Thân thể hắn trực tiếp chướng đại hơn một nửa, khí tức mục nát quét một cái sạch, hài cốt trên lập tức mọc đầy lông lá bộ lông. Trên mặt thậm chí xuất hiện huyết nhục, bất quá là cái loại này hư thối huyết nhục, biến phải xấu xí đến cực điểm, hai cái lỗ tai liên tục hướng về phía trước bốc lên, kéo dài. Cường đại ma khí tại quanh thân uốn lượn, nhàn nhạt, ma lực cơ hồ hóa thành thực chất, để cho không gian biến phải không rõ bất định, một đường xoắn ốc phương hướng chuyển động. Hả, đây là huyết thú thân thể, người đoạt xá một huyết thú. Tần trần cao mày, nhìn trước mắt hài cốt, Hắn còn tưởng rằng đây là một loại hình thái dị ma tộc, nhưng bây giờ mới phát hiện, này dĩ nhiên là một chỗ huyết thú thi hài, chẳng qua là bị này dị ma tộc người đoạt xá mà thôi. Cái này cần cái dạng gì tình huống, này dị ma tộc người mới sẽ suy nghĩ đi đoạt xá một đầu huyết thú. Kiệt kiệt kiệt, hảo nhãn lực, cho bản vả thần phục. Âm, um, hai cốt chỗ tại không gian đột nhiên một cái chấn động, khác toàn bộ thân thể biến mất, chỉ lưu lại một đen kịt hư không, còn có chút chút phát ra mực hắc ma lực. Ầm um, ầm, um, sau một khắc tần trần đỉnh đầu phát ra một tiếng rung mạnh, đen kịt giả như là tầng mây một dạng xoay tròn, trong lộ ra một cái lông lá nắm đấm. Nắm đấm hạ xuống chỗ, toàn bộ không gian ở đó lực xoáy xuống, toàn bộ bị cắt lay động, một cổ khó diễn tả được lực lược, như là vẫn thạch rơi vào đại địa, giống như toàn bộ không trung toàn bộ sập xuống. Tần trần cũng là biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Sĩ ma tộc người thực lực hắn biết rõ, bình thường vừa mới thức tỉnh, thường thường đều khôi phục không bao nhiêu, giống như trước đây vĩnh giả cùng xích viêm, đều là dị ma tộc trong cao tầng, nhưng ngay từ đầu thức tỉnh sau, tu vi chỉ là vũ vương cảnh giới mà thôi. Mà một ít càng mạnh dị ma tộc, như ông tổ nhà họ Cơ trên thân tứ đại ma soái một trong Diêm Ma, nếu như Phiêu Miểu cung dị hồn sư, còn lại là đỉnh phong võ đế tu vi. Mà giờ khắc này này hài cốt cho mình cảm giác, lại so với lúc trước Phiêu Miểu cung dị hồn sư đều không thua bao nhiêu, vượt xa một dạng dị ma tộc người. Hắn không dám khinh thường, cả người thoáng cái hóa thành lôi đình, bán nguyệt cổ kiếm thôi động. Một kiếm cuồng bạo chém ra đi. Ầm ầm, một đạo kiếm khí vực tuôn ra, hai cổ lực lượng chạm vào nhau phía dưới, đêm tối cuồn cuộn, lay động bát hoang. Cái gì? Hai cốt kinh hãi, huyết thú cường độ thân thể tại phía xa nhân tộc trên, với lại bản thân nó càng là trong này cao thủ. Nguyên bản lòng tin tràn đầy một kích, vậy mà cùng đối phương liều mạng phía dưới, cơ hồ là ngang tay chi cục. Này để trong lòng hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời, hết sức khó khăn nhận thực tế trước mắt tần trần chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn, thân thể bên trong từng cái lỗ chân lông đều mở ra, đối phương chấn vào bên trong cơ thể dị ma tộc lực lượng, phần chia bị trực tiếp hấp thu hết, dư đều theo ra thịt mặt ngoài gạt ra. Nhưng này dị ma tộc dù sao cực hung hãn, tại ngắn ngủi kinh hãi sau liền phục hồi tinh thần lại, mực con ngươi màu đen ngưng lại, cả thân ảnh một cái biến phải không rõ. Diệt hồn ba, một cổ kinh khủng lực lượng linh hồn đánh thẳng tới. Vạn thần quyết, thiên hồn cấm thuật, tần trần thôi động hai đại bí thư, linh hồn cấp tốc dũng động, như là như vòng xoáy vậy, hóa thành vô hình bình chướng. Âm, um, song phương lực lượng linh hồn đụng nhau, đối phương vậy mà không cách nào phá vỡ tần trần linh hồn phòng ngự, chỉ là tại tần trần linh hồn bình chướng phía trên kích khởi nói vệt sóng gợn. Mà tần trần tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đứng dậy mà lên, bán nguyệt cổ kiếm quét ngang tới, thẳng chạm hài cốt đầu. Từ từ kiếm quyết, hài cốt kinh hãi phía dưới, ma khí bạo dũng, trong nháy mắt ngăn trở ở trước người, hóa thành một cây hôi sắc trường côn, hướng kiếm quang ném tới âm um, ma khí cấu trúc phát triển côn trực tiếp bạo vỡ đi ra kiếm quang lướt động hóa thành kiếm vực điên cuồng cắn giết hướng dị ma tộc hải cốt cái nhân tộc này đến là ai này dị ma tộc hải cốt kinh hãi nộ khí trùng thiên ô ô ô trên người hắn ma khí đột nhiên bạo dũng thân thể một lần nữa cuồng bạo vô tận ma khí bốc lên toàn bộ thân hình tản mát ra một cổ mãi mãi hơi thở hồng hoang cho bản tỏa chết ầm um, ầm um, một cự trào theo trong hư không lộ ra đến trực tiếp oanh bạo kiếm vực chụp vào tần trần đầu Tần Trần ánh mắt ngưng trọng, hơi thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Vù vù, hai cốt đột nhiên con người mở lớn, chỉ thấy một vệt sáng hối hả hạ xuống, hóa thành cuồn cuộn thiên bi, trần áp xuống. Đây là một cái cổ đỉnh, nguy nga đứng vững, khí thế ngập trời. Là chấn ma đỉnh, tại đây trốn không người, Tần Trần rốt cục có thể tùy tiện phóng xuất ra chấn ma đỉnh, mà không cần lo lắng bị nhận ra. Chương 2052, Thánh cảnh cường giả tinh huyết. Chấn ma đỉnh xuất hiện, vô tận ma khí rung động, thoáng cái vạch ra vạn đạo ma quang, từng vòng đen kịt quang mang tại đỉnh trên khuôn mặt xoay tròn, vô số phù văn thoáng hiện, bộc phát ra lay động cửu thiên thập địa khí tức kinh khủng. Hai cốt thân thể cả người đại chấn, tại chấn ma đỉnh chấn áp xuống, toàn bộ không gian đều bị nghiền nát, đảo lộn hoàn vũ, rung động càn khôn. Chấn ma đỉnh chính là viễn cổ nhân tộc trọng bảo, chuyên môn dùng để chấn áp dị ma tộc cao thủ. Ban đầu ở cổ ngu giới thời điểm tần trần căn bản là không có cách phát huy này chấn ma đỉnh thực lực chân chính, Hiện nay, Tần Trần đột phá võ đế cảnh giới, đối chấn ma đỉnh thao túng nhất thời đạt đến một cái trước đó chưa từng có tình trạng. Âm, um, đen kỳ chấn ma đỉnh xoay tròn, bộc phát ra lộng lẫy hào quang, tự động biến ảo thành nhất giới, đem này dị ma tộc trong nháy mắt vây quanh tại trong, không thể động đậy. Chấn ma đỉnh, tiểu tử ngươi trên thân vì sao lại có bậc này nhân tộc trọng bảo. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này hài cốt kinh hãi, gào thét lên tiếng, hữu trảo lộ ra, như là nhất trụ kình thiên, đi trên đỉnh đầu chấn ma đỉnh thọt tới. Âm, um, chấn ma đỉnh xoay tròn, một cái đặt ở lợi chảo trên, một mảnh hắc quang lóe ra đến, lợi chảo trong nháy mắt vỡ ra, tỉ tỉ vỡ vụn, không ngừng sụp đổ. Hai cốt kinh sợ vạn phần, quát ầm lên, làm sao có thể. Quang có chấn ma đỉnh thật cũng không đáng sợ, đáng sợ là tần trần lại có khả năng đem chấn ma đỉnh uy lực hoàn toàn thả ra ngoài. Hắn con người một cái khó coi dị thường lên, há mồm đột nhiên khạc ra một viên hạt châu màu đen, đi không chung vừa phun. Này hạt châu màu đen toàn thân đen kịt, trong có đạo đạo lưu quang chuyển động, không nhìn ra dị thường gì, chỉ là không gian xung quanh hơi nhộn nhão ba động. Tần Trần sầm mặt lại, trong tròng mắt tuôn ra hàn mang, muốn đi. Không gian quy tắc đột nhiên nổi lên, trong thiên địa ngưng kết ra từng cái không gian phù hiệu, hài cốt vị trí, phương viên mười mấy trượng không gian đều tại không gian quy tắc bao phủ xuống, trong nháy mắt ngưng lại, rắn như thép thùng hai cốt con người biến sắc, tuy là khiếp sợ, nhưng không có hoảng loạn. Giống, hắn gào thét, tức khắc một cổ vô hình ba động cuồn cuộn ra, hai cốt quanh thân hư không lại dần dần trở nên ảm đạm, muốn tại vùng hư không này trong biến mất. Hư, người nếu có thể rời khỏi, đó mới gọi chê cười. Tần Trần cười nhạt, tại hắn cái này cửu cấp trận pháp đại sư trong tay muốn chạy trốn. nhấc tay một cái, thiên khống vạn chuyển trận bàn dĩ nhiên trước tiên bị tế xuất, phù phù, trận quang thoáng cái cuồn cuộn ra, hóa thành một vùng thế giới đại trận, đem mảnh thiên địa này triệt để phong tỏa, đồng thời, thiên khống vạn chuyển trận bàn trong, một viên đen kịt hạt châu hiện lên, từ trong bạo dũng ra có vài sát khí cự long, xông thẳng hài cốt cường giả. Đây chính là trước đây theo thiên đế sơn thôn vệ sát khí cự long. rầm 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 sát khí cự long sinh động như thật, lợi trảo âm u, tại tần trần dưới thao túng so với lúc trước tại thiên đế sơn trong đại trận mạnh đâu chỉ mấy lần, từng hồi rồng gầm như thiên long hàng lâm, thẳng nhào tới. Đáng chết, này dị ma tộc cao thủ kinh sợ vạn phần, quay tròn, hắn xông ra đen kịt hạt châu hiện lên ở hắn trước người, nổ bắn ra trước đó chưa từng có đen kịt quang mang, đồng thời này dị ma tộc trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Ung ung, đen kịt ma khí thông thiên, hóa thành một cự nhân cũng tựa như một trường vỗ xuống, trong ẩn chứa dị ma tộc kinh người quy tắc, bọc lại tần trần quanh thân. Đồng thời, đen kịt trong hạt châu tản mát ra một cổ lực lượng, phút chốc xông ra trận pháp bao phủ dung nhập vào bị phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng bọc lại một thương ngô trong thân thể. Ầm, um, một thương ngô trên thân ma khí âm u, lông đen bạo dũng, thoáng cái đánh văng ra nhiều phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, còn người đỏ thấm hướng tần trần đánh tới. Này một thương ngô rõ ràng nghe theo này dị ma tộc hải cốt hiệu lệnh. Không giống như là đoạt xá, đến là như thế nào thao túng. Tần trần cao mày, cũng không sợ không hoảng hốt, bán nguyệt cổ kiếm bị hắn trong nháy mắt thôi động. Ngự kiếm thuật, đinh đinh đinh, bán nguyệt trên cổ kiếm hào quang vạn trược, lăng không cùng mộc thương ngô chém giết cùng một chỗ. Mộc thương ngô cầm trong tay đen kịt chiến đao, cuồng mãnh đến cực điểm, cùng bán nguyệt cổ kiếm chém giết, liên tục tới gần tần trần. Hả, lại vẫn không đủ, tần trần giơ tay lên, lốp bốp, trong tay xuất hiện một thanh lôi kiếm, chính là từ phong vũ lôi tay bên trong chiếm được thiên lôi kiếm, kiếm này vừa ra, thiên địa có lôi đình nổ vang, cổ kiếm trên lôi quang bạo dũng. Ngự kiếm thuật, đi, hưu, thiên lôi kiếm hóa thành một tia sét bạo dũng tới hai thanh cổ kiếm liên thủ đối phó một thương ngô tức khắc đem một thương ngô triệt để ngăn trở cản lại kết hợp với vệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng một thương ngô tức khắc bị bao bọc vây quanh căn bản là không có cách tới gần tần trần tần trần thi triển hai thanh đế binh sau tay phải lóe lên một thanh đen kỳ cổ kiếm xuất hiện là thần bí kiếm gì thần bí kiếm gì vừa ra ô ô ô trong thiên địa phảng phất có quỷ khốc thần hào tiếng vang lên theo thần bí kiếm gì trong vậy mà hiện ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, cùng mảnh này đen kịt thiên địa tạo thành đặc thù nào đó cộng hưởng. Thần bí kiếm gì hắn? Tần Trần kinh ngạc, cúi đầu nhìn lại, chẳng lẽ nói thần bí kiếm gì cùng mảnh thiên địa này có liên quan gì sao? Nhưng hắn bất chấp suy nghĩ quá nhiều, hài cốt biến thành thật lớn lợi trảo, dĩ nhiên đi tới đỉnh đầu hắn, ầm ầm, dị ma tộc quy tắc tung hoành, như là có thể đem thiên địa đều oanh bạo giống như, bao phủ ở Tần Trần. Sát lục kiếm ý, diệt, Tần Trần quát chói tai cầm trong tay thần bí kiếm gì, một kiếm điên cuồng chém ra xoẹt không trung bị trực tiếp xé rách nhất đạo thật dài khe hai luồng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đụng vào nhau ầm um, vô tận hào quang nở rộ hải cốt lộ ra thật lớn lợi trào tức khắc bị để giữa không trung không thể động đậy trong liên tục tản mát ra dị ma tộc quy tắc bị liên tục làm tiêu mòn làm sao hội ngươi làm sao hải cốt lay động nhìn tần trần trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin bởi vì hắn phát giác tần trần thôi động quy tắc bên trong vậy mà cũng có một tí dị ma tộc quy tắc chi lực, lúc này mới đưa nó lực lượng hoàn toàn ngăn cản. Chấn ma đỉnh, chấn áp, tại hài cốt khiếp sợ là lúc, chấn ma đỉnh điên cuồng xoay tròn, vô tận ma khí ngập trời cuồn cuộn, một tiếng vang ầm ầm, tức khắc đem này hài cốt chấn áp tại chấn ma đỉnh xuống, rên thống khổ. Lưu lại đi, tần trần cười nhạt, điên cuồng làm tiêu mòn này dị ma tộc lực lượng. Lúc này trong lòng hắn trước đó chưa từng có thoải mái, là không để lộ thân phận mình, tần trần trước thẳng phải ẩn giấu thực lực cùng thủ đoạn, lần này triệt để bạo phát tức khắc thoải mái không gì sánh được ý niệm trong đầu thông suốt ung ung chấn ma đỉnh kết hợp thiên khống vạn chuyển trận bàn đem này hài cốt triệt để chấn áp ở bên dưới địa phương một chút làm tiêu mòn tần trần cũng không muốn trực tiếp giết chết này dị ma tộc mà là muốn đem hắn bắt từ trên người hắn lấy được này viễn cổ ma trong đất bí mật nghi bắt bản tọa, người này tiểu tử loài người thật đúng là cảm tưởng lấy vì bản tọa chỉ có này chút thủ đoạn sao này hài cốt gào thét tại trấn ma đỉnh trấn áp xuống đều gặp cả người đến hắn ngẩng đầu một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt bọc lại hắn vừa mới khạc ra hạt trâu màu đen ba hạt trâu màu đen vỡ ra một giọt dòng máu màu đen xuất hiện ở trong thiên địa tần trần tiểu tử chú ý đây là thánh cảnh cường giả tinh huyết càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lão nguyên đột nhiên truyền ra kinh hô thanh âm ù ù lộ vẻ rung động chương hai nghìn lão nguyên sẽ xuất thủ thánh cảnh cường giả tinh huyết Tần Trần chấn động mãnh liệt, điều này sao có thể chứ? Thánh cảnh cường giả, tại Thiên Vũ Đại Lục vẫn là một truyền thuyết, hiện nay, vậy mà thật xuất hiện thánh cảnh cường giả tinh huyết. Tần Trần ngưng thần, tận lực nhìn lại, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vù vù, chỉ thấy ngày dòng máu màu đen vừa xuất hiện, tức khắc một cổ kinh sở viễn cổ hơi thở hồng hoang lan tràn ra, giờ khắc này, Tần Trần phảng phất chứng kiến một cái viễn cổ ma đầu, đứng ngạo nghễ thiên địa, tại vô tận độ cao mắt nhìn xuống hắn. Đây là một đầu ma tôn, quá cao to, nguy nga hùng tráng, đứng vững chân trời, tản mát ra đến khí thức làm tần trần máu chảy ngược, xương cốt kết rung động. Sắc sắc, dòng máu màu đen tản mát ra đến khí thức, mạnh thái quá, trực tiếp làm hư không xuất hiện chấn động, thiên khống vạn chuyển trận bàn tạo thành đại trận trong nháy mắt xuất hiện vết giản. Đây chỉ là một giọt máu tươi mà thôi, lại cường đại đến làm tần trần không thể chịu đựng. Thu, chỉ thấy hài cốt ánh mắt lập lè, miệng to mở ra, tức khắc đem huyết dịch kia chợt nuốt vào trong bụng, oanh, trên người hắn bộc phát ra ngập trời hắc diễm, loảng xoảng một tiếng, nguyên bản trấn áp tại hắn đỉnh đầu trấn ma đỉnh trong nháy mắt liền bị đánh văng ra. Tiểu tử, chờ chết đi, này hài cốt gào thét, nhưng thanh âm lại trong mơ hồ mang theo vô tận thống khổ, dễ nhận thấy thôn vệ này đen kịt huyết dịch, hắn trạng thái cũng không được khá lắm, linh hồn kịch liệt ba động, tại ở vào cực không ổn định trong trạng thái. Âm, uhm, hắn như giao long thoát khốn, theo thiên khống vạn chuyển trận bàn trong vòng vây giết ra tới. Lão Nguyên, tần trần giống to, chợt phóng xuất ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp. "Giống?" Chỉ nghe kinh sợ thiên địa gào thét tiếng vang lên, oanh, một đầu khổng lồ quái vật ở trong thiên địa xuất hiện, huyết sắc quái vật thể hình khổng lồ, trong nháy mắt xuất hiện tại thiên địa, đúng là lão Nguyên, ẩn chứa vô tận sát ý lợi trảo, chợt lộ ra. Âm âm, hai con quái vật giữa lợi trảo va chạm, tức khắc như thiên địa sấm sét, tiếng nổ đùng đoàng trong, hư không trực tiếp nổ tung, trên mặt đất hắc sắc cát sỏi tung tóe. Hai con quái vật nhất để bay rất ra ngoài. Nguyên thú, nơi đây làm sao sẽ xuất hiện một đầu nguyên thú? Dị ma tộc người lúc trước còn rất là ngạo nghễ, giờ khắc này, tâm thần trước đó chưa từng có kinh hãi, thân thể chấn động mãnh liệt. Lần này, hắn là thật hoảng, nguyên thú chính là dị ma đại lục trời sinh đất dưỡng, cao nhất tồn tại, tương đương với ma chủ cấp bậc, một khi bị như vậy cao thủ tiếp cận, đối bất kỳ một cái nào dị ma tộc người mà nói đều là chí mạng. Tần trần tiểu tử này dị ma tộc người từng trải qua trọng thương hôm nay thương thế cũng chưa từng khôi phục mà thánh cảnh tinh huyết thời gian không nhiều chỉ phải tiêu hao cùng trong cơ thể tinh huyết lực tiêu hao hầu như không còn thì có khả năng đơn giản đem bắt lão nguyên ồm ồm nói ra huyết sắc thân thể vô cùng to lớn cùng dị ma tộc người chém giết cùng một chỗ dầm 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 song phương đại chiến vậy mà thế lực ngang nhau ai cũng không làm gì được ai không đúng này nguyên thú thực lực cũng không phải là tại đỉnh phong với lại bản tỏa chiếm được do tinh huyết này lại hướng về phía nguyên thú có áp chế tác dụng sĩ ma tộc người kinh hồn táng đảm phía dưới rõ ràng cảm thụ được lão nguyên thực lực cùng trong truyền thuyết nguyên thú thực lực dường như cũng không tương xứng bằng không lấy nguyên thú thực lực đáng sợ một kích thì có khả năng đem chém giết là vị đại nhân kia nhưng cũng không phải là dị ma đại lục người mà là đến từ chỗ đó nói như vậy bản tỏa còn có cơ hội ầm uhm, hắn cường thế xuất thủ muốn chân áp lão nguyên đồng thời trong lòng mừng như điên nguyên thú đối với dị ma tộc người mà nói là ác mộng, tương tự cũng là kỳ ngộ. ha ha ha, rõ là trời cũng giúp ta. bản tọa bị vây nơi đây vô số năm, thẳng không cách nào chữa khỏi. hôm nay lại có một đầu nguyên thú đưa tới cửa, chỉ cần giết này nguyên thú, thôn vệ thân thể hắn trong nguyên thú tinh khí cùng bổn nguyên, bản tọa tu vi tất nhiên có thể nhất cử khôi phục lại đỉnh phong. đến khi đó, có lẽ bản tọa có thể hoàn thành năm đó mà chủ đại nhân không thể hoàn thành tâm nguyện. này dị ma tộc người mừng như điên không gì sánh được. Oanh, hắn khuôn mặt dữ tợn, vô số ma khí theo thân thể hắn trong điên cuồng nở rộ ra, mang theo ngập trời huyết khí, trong khoảnh khắc cuốn tới. Ha ha, chính là một ma quân, ở trước mặt lão phu vậy mà còn dám phản kháng. Lão Nguyên kinh ngạc, chợt cười lạnh đánh tới, Âm ầm, trên người hắn toát ra ánh sáng đỏ ngòm, hóa thành vô tận quy tắc chi lực trấn áp xuống. Vùng thế giới này, thập phần thần kỳ, tuy là ở vào Thiên Vũ Đại Lục bên trong, lại tạo thành một phương đặc biệt thế giới, phân bố ma khí Đối với hắn cũng không cái gì chân áp, đây cũng là tần trần đưa nó thả ra ngoài nguyên nhân chỗ. Ở chỗ này, hắn không cảm giác được thiên vũ đại lục thiên đạo chân áp có khả năng tự do hoạt động. Thế nhưng, Lão Nguyên cũng tương tự đang nghi ngờ. Lúc đầu hắn coi là vùng thế giới này sẽ như cùng cổ ngu giới trong phiến đại lục một dạng, thuộc về dị ma đại lục cùng thiên vũ đại lục giao tiếp địa phương, cho nên mới phải đối với hắn không có áp chế. Mà khi hắn giết ra sau, mới kinh ngạc phát giác, cũng không phải là như vậy đây là một cái độc lập thế giới, cũng không phải là thiên vũ đại lục, cũng không phải dị ma đại lục. âm um, làm lão nguyên cùng này dị ma tộc nhân lực lượng đụng vào nhau thời điểm, lão nguyên kinh ngạc. này thánh cảnh tinh huyết, vậy mà không phải tới từ dị ma tộc ma chủ. thật là cổ quái tinh huyết lực, lại đối với ta có thật lớn sức áp chế. lão nguyên hoảng sợ, phía trước này dị ma tộc người thực lực không mạnh, nhưng trên người hắn tinh huyết lực, lại đối với mình cũng có áp chế, nhưng hắn chính là dị ma đại lục trời sinh đất dưỡng nguyên thú. Này lại làm sao có thể chứ Âm, um, song phương điên cuồng đại đánh nhau Hả, lão nguyên sau khi xuất hiện Tần trần ở một bên nhỏ khẽ thở vào một cái Nhưng này lúc, hắn lại Lộ ra kinh ngạc Lão nguyên vậy mà nhất thời bắt không được đối phương Điều này sao có thể chứ Lão nguyên bị phong ấn chân áp vô số vạn năm Tuy là tu vi tổn hao nhiều Nhưng bản chất chính là thánh cảnh cao thủ Vậy mà sẽ bắt không được một cái dị ma tộc người Trước mắt dị ma tộc người Tuy là cường đại nhưng tần trần lại có thể cảm giác được đối phương cũng không phải là dị ma tộc ma chủ cao thủ nhiều nhất cũng liền cùng ma tạp lạp một dạng thượng vị ma quân là tên kia trên thân giọt tinh huyết lực ngăn chặn lão nguyên tần trần ánh mắt đảo qua liền nhìn ra mánh khóe không khỏi lại thêm sợ chỉ một giọt vô số năm tinh huyết có thể áp chế lão nguyên năm đó tinh này huyết chủ nhân đến là ai trong lòng khiếp sợ động tác trong tay cũng không ngừng oanh lôi đình huyết mạch phóng thích đến mức tận cùng tần trần trong nháy mắt hóa thành một tia sét cầm trong tay thần bí kiếm gì, trong nháy mắt đánh tới. Ha ha ha, tiểu tử loài người, người lại cũng đến tham gia náo nhiệt, trước hết là giết ngươi. Sĩ ma tộc người tại đáng sợ kia tinh huyết tăng phúc xuống, khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ vạn phần, chứng kiến tần trần qua đây, tức khắc đại hỉ. Này huyết tinh trong ẩn chứa lực lượng quá cường đại, cường đại đến hắn thậm chí có chút nhanh không kiên trì nổi, nhưng nếu là giết tần trần, thôn vệ tần trần tinh huyết, nhất định có thể muốn hắn kiên trì thời gian dài hơn. Âm ầm một đen kịt bàn tay tức khắc u u nghiền ép mà tới. Một trường này chụp được, tần trần quanh thân hư không đều ngưng kết, phảng phất đối mặt một cái vô địch cự nhân, cũng bị một trường nghiền thành phấn, đáng sợ kiêu uy áp, để cho tần trần tâm thần run rẩy dữ dội. Tại thôn vệ một giò tinh huyết sau, này dị ma tộc người thực lực tăng vọt ước chừng không chỉ gấp mấy lần. Ít nhất, chạm tới một chút thánh cảnh ngưỡng cửa chương 2054, thần bí kiếm gì phát huy. Thời khắc nguy cấp, tần trần tâm thần kịch chấn, nữa cũng cô cho hắn, chợt thôi động thần bí kiếm gì câu dẫn lên thần bí kiếm gì trong một luồng lực lượng thần bí. Vù vù, thần bí kiếm gì trong nháy mắt hồi phục, trên thân kiếm nở rộ trói mắt hắc mang, một luồng lực lượng kinh khủng bộc phát ra, từ trong trào hiện ra. Đồng thời lần này, tần trần tại kích hoạt thần bí kiếm gì sao vậy mà không có bị khống chế lại tâm thần. Ngược lại là thần bí kiếm gì tại run rẩy kịch liệt, phảng phất cảm ứng được làm vô cùng kích động đồ đạc một dạng, lại mang theo tần trần hướng bàn tay khổng lồ kia một kiếm chảm xuống đi. Xì xì một tiếng, kiếm quang hiện lên, dị ma tộc người giống như núi nhỏ cư nhiên bàn tay chợt bị một kiếm tước đoạt, xoắn thành hư vô. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xì xì xì, mà bị chém nứt bàn tay bạo vỡ đi ra, trong một tia đen kịt khí tức tàn mát ra, đúng là một do thánh cảnh tinh huyết trong ẩn chứa một chút lực lượng, thần bí kiếm gì nở rộ hắc mang, một tia lực lượng không tự chủ được bị hấp dẫn qua đây, sau đó bị thần bí kiếm gì triệt để thôn phệ. Này đột như đến một màn, để cho tần trần kinh ngạc ở. Thánh cảnh tinh huyết đối lão nguyên có tác dụng khắc chế, mà thần bí kiếm gì lại đối thánh cảnh tinh huyết có lớn hơn nữa tác dụng khắc chế. Tại thôn phệ một chút tinh huyết lực sau, thần bí kiếm gì trong lần thứ hai hiện ra mãnh liệt khát vọng, giống như một cái đói vô số thiên nhân, chứng kiến một bàn mãn hán toàn tịch, ong ong run, dục dịch, liên tục cho tần trần phóng xuất ra từng đạo tin tức, nghĩ phải thôn vệ tinh huyết. Thần bí kiếm gì quá mức thần bí, đã từng nhiều lần đều kém chút để cho tần trần chết, nhưng lần này, lại dịu ngoan giống như một con mèo, đang thúc giục lấy tần trần, mang theo hắn sát lục. Nếu là hắn thời điểm, tần trần có lẽ còn có chút kiêng kỵ, nhưng lúc này, tần trần lại bất chấp nhiều như vậy. két hắn thân như thiểm điện, phút chốc nhằm phía dị ma tộc người, cấp tốc huy động thần bí kiếm gì. Phốc phốc phốc, kiếm quang dũng động, chỉ thấy tần trần như là giống như ăn cháo thần bí kiếm dỉ mỗi một kiếm hạ xuống dị ma tộc người liền sẽ bị chém đứt một đoạn thân thể tại thần bí kiếm dỉ phát huy phía dưới dị ma tộc người vậy mà không có chút nào sức chống cự thân hình khổng lồ bị từng cục cắt a à, không có khả năng điều này sao có thể đây là vị đại nhân kia tinh huyết làm sao lại bị cắn nuốt thảm thiết tiếng giống giận vang lên dị ma tộc trên mặt người kinh hãi điên cuồng nhìn liên tục bị cắt thân thể dưới tức giận vội vàng liền muốn lui về phía sau nhưng đã trễ, ầm ầm, lão nguyên trực tiếp nhào tới, đưa nó từ từ chân áp, căn bản là không có cách chạy trốn. Vù vù, cùng lúc đó, chấn ma đỉnh vì theo xoay tròn hạ xuống kể cả lão nguyên đem dị ma tộc người trấn áp ở bên dưới địa phương. Hưu, tại một chút thôn vệ không ít tinh huyết sau, thần bí kiếm dị rốt cục nhẫn nại không được, xì xì một tiếng đâm vào dị ma tộc người lồng ngực, này dị ma tộc người nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ủ rũ xuống, nguyên bản ma khí ngập trời thân thể cấp tốc khô héo, một tia ẩn chứa bản nguyên khí tức hắc sắc sợi tơ bị cấp tốc thôn vệ vào thần bí kiếm gì trong đúng là lúc trước cầm tích đáng sợ tinh huyết không được không thể để cho thần bí kiếm gì đem này dị ma tộc người cho giết tần trần biến sắc hắn thật vất vả mới tìm được một cái khả năng hiểu rõ cái chỗ này dị ma tộc người làm sao có thể để cho này dị ma tộc người trực tiếp sẽ chết tại thần bí kiếm gì phía dưới nếu là người này chết hắn đi nơi nào tìm người khác hỏi thăm đi ý niệm trong lòng suốt đời thần bí kiếm gì phảng phất biết được tần trần tâm ý một dạng đem tinh huyết triệt để sau khi cắn nuốt cũng không tiếp tục thôn vệ dị ma tộc người linh hồn mà là cấp tốc thu hồi tại trong hư không ong ong run thần bí kiếm gì phía trên toát ra từng đạo lưu quang tựa hồ đang phát sinh một loại lột xác tần trần thấy thế lập tức bắt lại dị ma tộc người đem cấp tốc dẫn vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tần trần cấp tốc bày thủ quyết từng đạo vô hình hồn lực lan tràn ra bọc lại dị ma tộc người Người muốn làm cái gì? Đối phương gào thét, kinh sợ nhìn tần trần, hắn ra sức phản kháng, nhưng ở này càng khôn tạo hóa ngọc điệp trong, hắn thì như thế nào có thể phản kháng qua tần trần, mắt mở trừng trừng nhìn tần trần hồn lực, một chút rót vào trong đầu của nó. Người dĩ nhiên là muốn đối với ta tiến hành siêu hồn. Này dĩ ma tộc người trong nháy mắt minh bạch tần trần ý kiến, trong nháy mắt dại ra ở. Một nhân tộc, vậy mà nghĩ siêu hồn một cái dị ma tộc người, đùa gì thế? Dầm rầm dầm, hắn liều mạng phản kháng, thế nhưng sau một khắc lão nguyên cũng mang theo một thương ngô xuất hiện ở đây càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, tại lão nguyên Trấn áp xuống, một thương ngô liều mạng dãy ruộng, lại không giải quyết được vấn đề, cấp tốc bị nhất đạo quy tắc chi lực chấn áp tại này càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tần trần tiểu tử, người nghĩ siêu hồn này dị ma tộc người. Ta tới giúp ngươi, lão nguyên dễ nhận thấy cũng minh bạch tần trần ý kiến, tâm niệm vừa động, nguyên thú lực trong nháy mắt bạo phát, một cổ vô hình lực lượng đột nhiên mà tràn vào này dị ma tộc người trong đầu. Này dị ma tộc người trong nháy mắt không động đậy, linh hồn lâm vào trong ngượng ngùng. Tần trần hít sâu một hơi, thiên hồn cấm thuật thi triển, từng đạo trói mắt hồn phù tại quanh người hắn oanh nhiễu, cấp tốc hóa thành từng mặt vầng sáng, quấn quanh ở dị ma tộc trên thân người, bắt đầu rót vào hắn linh hồn. Sau đó, tần trần trong đầu liền xuất hiện từng bức họa. Đúng là này dị ma tộc người trong đầu trong một ít ký ức. Thành công, tần trần mừng như điên, bắt đầu một chút lấy này dị ma tộc người trong đầu trong ký ức, hiểu rõ này viễn cổ ma đất lai lịch. Từng bức họa lướt qua, tần trần thân thể dần dần run rẩy hắn sắc mặt có chút trắng bệch, linh hồn kịch liệt phiên trào. Muốn siêu hồn một cái dị ma tộc thượng vị ma quân, độ khó thật sự là quá mạnh, cho dù lấy tần trần hiện tại linh hồn cường độ, cộng thêm càn khôn tạo hóa ngọc điệp cùng lão nguyên giúp đỡ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thời gian trôi qua, khoảng chừng sau một nén nhang, tần trần trượt phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn hai mắt mở ra, trong ánh mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ, như là nhìn thấy cái gì kinh thiên động địa kinh người đại sự một dạng, thân thể cư nhiên đang khẽ run. Nguyên lai Lôi Đình Chi Hải sinh ra, vẫn còn có một cái như vậy bí mật, thiên giới cường giả. Dĩ nhiên là như vậy, Tần Trần hoảng sợ, thì thào lên tiếng, sắc mặt hắn trắng bệch, máu tươi từ khóe miệng liên tục tràn ra, ý nghĩ trận trận choáng váng. Đây là đối một tên linh hồn siêu việt bản thân cường giả tiến hành mạnh mẽ siêu hồn di chứng. Lão Nguyên gia hỏa này giao cho ngươi. Sau một hồi lâu, Tần Trần mới miễn cưỡng khôi phục khiếp sợ, hắn cấp tốc nói ra một câu nói, sau đó xuất ra kể ra viên thuốc, một mạch nuốt vào, khoanh chân tại đây cản khôn tạo hóa ngọc điệp trong, cấp tốc trị liệu. Mà lão nguyên còn lại là một ngụm đem này dị ma tộc người nuốt vào. Một cái như vậy viễn cổ dị ma tộc người, đối lão nguyên mà nói dễ nhận thấy cũng là một cái cử đại bổ phẩm, chỉ phải thôn vệ hắn lực lượng, lão nguyên tu vi tất nhiên có khả năng lần thứ hai khôi phục như vậy một chút. Mà ở tần trần bản thể tiến hành chữa thương thời điểm, phân thân tần ma mang theo phùng khang an, cũng đã tới ba cái lối rẽ phía trước, nhìn chằm chằm lên trước mặt ba cái lối rẽ, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. chương 2055, thứ hai ngã ba. Hắn hơi do dự, lập tức tuyển chọn chính giữa con đường thứ hai, cấp tốc lướt vào đi. Tại tần ma biến mất ở cuối đường sau không bao lâu, lại là một đạo thân ảnh rơi vào ba cái trước ngã ba. Người này người mặc hắc bào, dùng mạo che lấp, trên người có nhàn nhạt ma khí oanh nhiễu, cho người ta cảm giác như là một cái luyện ngục ma đầu một dạng tỏa ra khí tức âm lãnh. Người tới chính là Trần Tư Tư, Huyễn Ma Tông Chủ để cho Trần Tư Tư tới trước lôi đình Chi Hải xem, vốn là vì để Trần Tư Tư có khả năng chấn áp tại Huyễn Ma Huyên trong thu nhận ma khí. Có ai nghĩ được, bởi vì lôi đình Chi Hải dị biến, Trần Tư Tư chẳng những không có chấn áp ma khí, ngược lại trong cơ thể ma khí bộc phát nồng nặc. Bạn đang nghe chuyện trên audio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ hấp dẫn ta khí tức, dường như, trong này gian đạo đường. Trần tư tư nỉ non, trong óc nàng một lần nữa hiện ra lúc trước chứng kiến bóng lưng. Tuy là chắc định tần trần đã ngã xuống, cũng không biết vì sao, nàng lúc nào cũng sẽ nghĩ tới một thân ảnh, phảng phất tần trần ở nơi này bên. Lúc trước vậy thật chỉ là ảo giác sao, trần tư tư đau khổ lắc đầu, nàng cảm giác mình đều nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma. Hô, thân hình thoát một cái, trần tư tư cấp tốc hướng chính giữa lối rẽ bay vút qua. Cái này chính giữa lối dễ cùng tần trần chỗ đi cái thứ nhất lối dễ cũng không cùng, tần ma tại đây lối dễ phía trên phi hành sau một lát, cũng không gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, sau một lát, phía trước liền xuất hiện một mảnh đổ nát thê lương giống như hoang vắng cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có một mảnh hoang nguyên giống như đen kịt thiên địa, mà ở cánh đồng hoang vu này ở trên trải rộng từ căn tàn phá cây cột, nhất tầng hơi mỏng hắc sắc ma khí xương ngủ anh nhiễu bốn phía, phóng xuất ra nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Hả? Tần ma bỗng dừng bước lại, chỉ thấy ma khí cây cột trước vậy mà nằm mấy cổ thi thể cả người bị hút thành thây khô một dạng bộ dáng sợ hãi là trước kia xông nhập không gian trong phong ấn một ít thiên lôi thành cao thủ phùng khang an chứng kiến những thi thể này liền hô nhỏ một tiếng trên mặt lộ ra vẻ mặt nói như vậy thiên lôi thành trong đi trước đi tới nơi này người đều tiến vào phía trước này trong đại trận phía trước ma khí bốc lên tần ma mắt sáng lên đơn giản liền phân biệt ra đây tựa hồ là một loại cấm chế đại trận sau đó hắn đi tới những thi thể này phía trước, tỉ mỉ nhận, chỉ thấy những thi thể này tựa hồ là va chạm vào một loại cơ quan, mà bị ma khí nhập thể, này mới đưa đến trong cơ thể tinh huyết trôi qua, hóa thành thây khô. Xem ra này ma khí trong đại trận 10 phần nguy hiểm, phải hành sự cẩn thận. Đi theo ta, tần ma thân hình thoát một cái, mang theo phùng khang an trong nháy mắt tiến vào này ma khí trong đại trận, tức khắc nguyên bản bình tĩnh ma khí như là bị quấy nhiễu một dạng, dâng lên, nhưng tần ma không sợ, hắn nhắm mắt lại, rõ ràng cảm thụ được những thứ này ma khí dũng động lộ tuyến. Quá rõ ràng, tần ma lay động, tại hắn trong cảm giác, toàn bộ ma khí đại trận khởi động sau, bất kỳ cái gì một chút một luồng biến hóa, cũng rõ ràng một đường hiện tại hắn đầu, cái loại cảm giác này thập phần tuyệt vời, phảng phất người cá tại kích lưu bình thường đi, đáng sợ kia kích lưu đối với người cá mà nói, như dẫm trên đất bằng. Mà tần ma tại đây ma khí trong đại trận chính là người cá. Khó trách ký sinh hạt giống có thể xưng là dị ma tộc thánh vật, trong truyền thuyết hoàn mỹ ma hóa thể chất đúng là đáng sợ. Tần ma cảm thán một tiếng, bằng vào hoàn mỹ ma hóa thể chất cùng hắn tại trận pháp cùng với cấm chế phía trên tạo nghệ, phía trước này nguy hiểm trọng trọng ma khí đại trận đối với tần ma mà nói, quả thực như dẫm trên đất bằng, hoàn toàn không nói chơi. Tại tần ma tại ma khí trong đại trận cấp tốc về phía trước là lúc. Siêu, Trần Tư Tư cũng tới đến ma khí đại trận trước đó. Hả, nàng đầu tiên mắt cũng thấy phía trên thi thể, tức khác cả kinh cái này mấy tên, đều là cực phách võ đế. Làm Trần Tư Tư cảm thụ được ngã xuống trên người mấy người khí thức sau, càng là thất kinh, cự phách võ đế, tại đại lục bất kỳ một thế lực nào đều có thể nói cường giả cấp cao nhất, vì sao ở chỗ này thoáng cái liền hiện ra mấy người. Đột ngột, Trần Tư Tư con người thu hẹp, mặt lộ ngưng trọng. Không đúng, ban nãy có người đến qua, phiên động qua mấy người này thi thể. Trần Tư Tư hít một hơi lãnh khí, tuy là tần ma rất cẩn thận, nhưng không có che giấu bản thân hành tung, lập tức liền bị Trần Tư Tư cảm ứng được không thích hợp. Nàng cơ thể hơi về phía trước, cảm nhận tần ma lưu lại khí tức, cả người bỗng dưng dung một cái, thật là hoàn mỹ ma khí, chẳng lẽ là phiêu miểu cung dị ma tộc người. Nhưng là vì sao cổ hơi thở này cho ta cảm giác là quen thuộc như vậy, phảng phất. Trần Tư Tư thì thào, trong lòng ý loạn như ma. Mặc kệ, hấp dẫn ta khí tức, ở đó ma khí đại trận sau, là hỏa thì tránh không khỏi, chỉ có thể tìm tòi kết quả, nếu quả thật là dị ma tộc người. Kia, Trần Tư Tư trong con người bỗng dưng nổ bắn ra một đoàn quang mang, mãnh liệt, toát ra kinh người sát cơ, nàng thân hình thoát một cái phía dưới, phút chốc tiến vào trong đại trận. Mà ở Trần Tư Tư đám người tiến nhập trong đại trận lúc, Lôi Đình Chi Hải chung không ở giữa phong ấn bên ngoài, từng tên một cường giả dĩ nhiên đến nơi này. Đúng là có thần bí không gian cùng bảo vật, chứng kiến xuất hiện tại Lôi Hải Tử Địa không gian phong ấn, tất cả mọi người là mừng rỡ như điên. Không gian phong ấn tản mát ra khí tức đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều kích động, thân thể run. Đồng thời, theo không gian trong phòng ấn mơ hồ tản mát ra một tia thánh tinh khí tức, càng làm cho mọi người cơ hồ phát điên hơn. Khư, thiên lôi thành những thứ kia đỉnh cấp các thế lực thật đúng là ti tiện, rõ ràng nơi đây có bảo vật, lại chỉ biết là tư tàng, may mắn tin tức này bị chúng ta biết được. Ha ha ha, thánh tinh, dĩ nhiên là thánh tinh, nếu là bị bản đế lấy được một viên, kia bản đế không nói có thể đột phá thánh cảnh, bước vào đỉnh phong võ đế cũng là dễ dàng. Lôi hải tử địa bực này cấm địa, bản tọa vẫn là lần đầu tiên qua đây, lúc đầu lấy bản tọa thực lực, cơ hồ không cách nào xông vào nơi này, lần này nhưng phải nhờ có thiên lôi thành mấy thế lực lớn, vậy mà chế tạo ra một cái như vậy thông đạo, để cho bản tọa nối thẳng lôi hải tử địa, cũng ở chỗ này khai thác ra một cái khu vực an toàn, hắc hắc hắc, rõ là trời cũng giúp ta. Siêu siêu siêu, toàn bộ đi tới không gian phong ấn bên ngoài thiên lôi thành cường giả mừng như điên phía dưới đều là không có bất kỳ ngừng lại như là như châu chấu, ào ào đầu nhập không gian kia phong ấn mở ra trong thông đạo. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ cũng không thể khiến người khác cho chiếm tiên cơ. Trong lúc nhất thời giống như dưới như sủi cảo, trong chớp mắt thì có ngàn vạn võ giả xông vào đến không gian trong phong ấn. Dầm dầm dầm, những thứ này thiên lôi thành cao thủ vừa tiến vào không gian trong phong ấn, liền được đưa tới này một mảnh hắc sắc đại lục phía trên, tức khắc từng cái trọng trọng đập xuống đất, phát ra bang bang tiếng, các loại tiếng rên rỉ bên tai không dứt có vài người tu vi yếu kém, ngã tại mặt đất cứng rắn phía trên sau, trực tiếp liền cánh tay đều là ném đoạn, đau đớn khó nhịn, gào khóc kêu to lên. Thậm chí, một ít phó hoàng cường giả, dựa vào vận khí không tệ, đi qua phiêu miểu cung thiết lập thông đạo truyền tống, không bỏ mạng ở lôi đình chi hải, kết quả ở chỗ này rất xuống tư thế không đúng, đầu xuống phía dưới, tức khắc té phải đầu nổ lên, như là nổ tung dưa hấu. chương 2056, cái xác không hồn. Hí, thấy như vậy một màn hắn võ giả, không gì sánh được hoảng sợ, hít một hơi lãnh khí. Nơi đây đã có nhiều cứng rắn A, à, lại để cho một tên võ hoàng cường giả ngã xuống khỏi đến từ sau cứng rắn ném chết ở chỗ này, quả thực mới nghe lần đầu. Với lại, trước ở bên ngoài chứng kiến cung điện đây, vô số thánh tinh đây, làm sao cái gì cũng không, trong thiên địa, chỉ có đen kịt đại địa, cùng hoang vắng bao la hoang dã, cho người ta một loại âm khí âm u cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ lúc này mọi người mới sợ lên nơi này không giống như là có thánh tinh hình dạng à nơi đây đến là địa phương nào chẳng lẽ là một cái viễn cổ bí cảnh còn là nói thiên lôi thành trong tỏa ra tin tức là một cái thế lực cố ý truyền phát hình ra ngoài cảm bẫy có một chút người ngẫu nhiên truyền tống đến cùng nhau tức khắc hai mặt nhìn nhau vô ý thức dựa chung một chỗ bởi vì mảnh thiên địa này cho bọn hắn một loại thập phần không cảm thấy thoải mái khác suy nghĩ nhiều như vậy nói không chừng thánh tinh là tại phiến thiên địa này chỗ sâu, các người nghĩ, nếu là nơi này thật có thánh tinh, trực tiếp liền có thể tìm tới, thiên lôi thành mấy đại đỉnh phong thế lực so với chúng ta sớm nhiều như vậy đi tới nơi này, nơi này bảo vật còn sẽ có chúng ta phần sao. Điều này cũng đúng, hắc hắc, coi như nơi này là một cái không mở ra bí cảnh, tràn ngập nguy hiểm, vậy thì thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này hay sao? Ha ha ha, ta ngược lại kỳ vọng đây là một cái hoàn toàn mới nguy hiểm bí cảnh, dù sao một cái bí cảnh khai hoang mới là giàu có nhất khai hoang hai chữ vừa ra càng là đưa tới mọi người mừng như điên trái tim bang bang nhảy lên thiên vũ đại lục lịch sử quá đã lâu đặc biệt vũ vực bên trong bình thường sẽ xuất hiện một ít thời kỳ viễn cổ còn sót lại bảo địa cùng bí cảnh những thứ này bí cảnh có mạnh có yếu nhưng không hề nghi ngờ nhưng một cái hoàn toàn mới bí cảnh lúc xuất hiện thường thường nhóm đầu tiên xông vào bí cảnh người trong thu hoạch lớn nhất mà một nhóm người lại lại được xưng là khai hoang giả thiên vũ đại lục thường xuyên sẽ có một chút tin tức truyền ra nào đó một cái người tiến nhập một mảnh theo chưa phát hiện qua bí cảnh kết quả thu hoạch thật lớn chờ hắn đi ra thời điểm đã là đại lục tiếng tăm lừng lẫy cường giả loại này thám hiểm trải qua tất nhiên là đưa tới qua vô số người hâm mộ và đố kỵ bọn hắn bây giờ cũng có này dạng cơ hội trong lòng làm sao không mừng như điên ngược lại đã ra không được cửa ra còn không biết ở nói đó không bằng mọi người cùng nhau liên thủ ở chỗ này đồng tâm hiệp lực bằng bản lãnh của mình đoạt bảo, như thế nào?" Một tên cường giả vừa cười vừa nói, lập tức đưa tới chung quanh mọi người tán thành, chỉ là tán thành tiếng còn không có triệt để hạ xuống, a, à, đột nhiên thì một tiếng hét thảm truyền đến, chỉ thấy một tên trước kia còn hưng phấn không thôi võ giả, chẳng biết tại sao đột nhiên nổi điên, ánh mắt dại ra, trực tiếp phát ra vũ khí liền hướng bốn phía người khác bắt đầu bổ chém. "Ngụy Dũng, ngươi làm cái gì vậy?" Có người nhận ra gã cường giả kia, tức khắc gầm lên nói ra nhưng được gọi là ngụy dũng cường giả phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ một dạng tiếp tục điên cuồng sát lục lấy người khác sắc mặt trầm xuống ào ào phát ra vũ khí vừa mới chuẩn bị liên thủ đem ngụy dũng chân áp đột nhiên lại có mấy người ánh mắt đờ đẫn lên sau đó điên cuồng thẳng hướng chung quanh đồng bọn lần này tất cả mọi người sợ từng cái tâm thần tức giận nay đến phát sinh cái gì bọn họ liên tục quát chói tai muốn đem nổi điên mấy người theo nổi điên trong biết rõ tỉnh nhưng đối phương chẳng những không có thanh tình ngược lại kèm theo thời gian trôi qua, xa vào nổi điên trạng thái người càng ngày càng nhiều. Có ma quỷ, nơi này có ma quỷ. Chạy mau, người khác dưới sự kinh hoàng chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, có khí lạnh xông thẳng đỉnh đầu, mỗi cái lông tơ dựng thẳng lên, tâm thần rung động, từng cái hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Nhưng bọn họ chạy chạy, ánh mắt cũng dần dần mê mang, sau đó cũng xa vào trong điên cuồng, từng cái vô ý thức huy động vũ khí, điên cuồng chém giết. Không chỉ là nơi này. Tại viễn cổ ma đất khác địa phương, chỉ cần là đi trước sông vào nơi đây thiên lôi thành võ giả, không một không xa vào trong điên cuồng, cũng chỉ có số ít có đặc thù hỏa diễm cường giả, phản ứng kịp thời, mới tránh thoát một kiếp. Quỷ, quỷ A, trong một tên luyện dược đại sư cầm trong tay huyết hỏa, huyết hỏa chiếu dọi xuống, liền thấy phía trước một tên võ giả trên lưng, tối đen như mực bóng đen nằm ở chỗ này, phảng phất tại hấp huyết một dạng, đầu tựa vào người võ giả kia nơi cổ, tại hơi tủng động. Cảnh tượng này để cho người ta giận cả tóc gáy, hắn hoảng sợ phía dưới, vội vàng liền muốn chạy khỏi nơi này, nhưng mới vừa quay đầu, liền thấy huyết hỏa bao phủ phía dưới, một cái ám cái bóng màu đỏ đã dán tại hắn trên gương mặt, gần trong gang tấc, vậy mà không ý kỵ tí nào trong tay hắn huyết hỏa. Đỏ như máu bóng ma chợt xông vào võ giả này trong thân thể, người võ giả kia tức khắc kêu thảm một tiếng, sau đó biểu tình biến phải hung ác nham hiểm lên, trên thân tán phát ra đạo đạo khí tức âm lãnh, đồng thời trên cánh tay dài ra từ căn tế tế hắc sắc lông tơ, mà ở này ám hồng sắc bóng đen chiếm giữ thử nhân thân thể người này bên trong, chung quanh khác bị hắc ảnh khống chế được võ giả cũng đình chỉ nổi điên, khuôn mặt biến phải dại ra, ào ào đi theo này một tên võ giả phía sau, chậm rãi hướng về viễn cổ ma đất chỗ sâu dại ra đi tới. Như âm binh quá cảnh, dày đặc khí lạnh, một màn này tại viễn cổ ma đất chỗ chống địa phương cũng đều điên cuồng phát sinh, nhưng bên ngoài người, lại không người biết, y nguyên điên cuồng xông vào không gian này trong phong ấn. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, viễn cổ ma trong đất liền xuất hiện hơn vạn bị khống chế võ giả, dại ra hướng đi viễn cổ ma đất chỗ sâu, giống như cái xác không hồn. Không gian phong ấn bên ngoài, lúc này đại hắc miêu mấy người cũng rốt cục chạy tới. Chính là chỗ này, đứng tại không gian phong ấn bên ngoài, mọi người ngưng trọng nhìn không gian phong ấn, hít một hơi lãnh khí, không gian này trong phong ấn bảy biện ra thánh tinh cùng cung biện, cùng với tản mát ra đến khí tức, để cho mỗi người đều biến sắc. Thánh tinh, cư nhiên thật có thánh tinh, phó càn khôn thì thào, ngữ khí cũng kích động. Hắn bị phiêu miểu cung dần vặt hơn 200 năm, thương thế trên người đến bây giờ cũng không khỏi hẳn, muốn triệt để khỏi hẳn. Ít nhất, còn phải hao phí cực đại tâm lực, nhưng nếu có thể được trong truyền thuyết thánh tinh, hết thảy liền đều không coi vào đâu. Lấy thánh tinh mạnh, nhất định đơn giản đem hắn thương thế trên người chữa khỏi, đồng thời bước vào càng sâu cảnh giới. Bang bang, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, hư, nhìn ngươi cũng là một cái không lớn không nhỏ cao thủ, cư nhiên bị nho nhỏ này chướng nhãn pháp lừa gạt, buồn cười. Nhất đạo tiếng chê cười vang lên, là ẩn giấu trong bóng đêm đại hắc miêu, phát ra cười nhạt. Phó càn khôn biến sắc, chướng nhãn pháp, ngươi là nói những thứ này thánh tinh là giả. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như những thứ này thánh tinh là thật, phiêu miểu cung đã sớm bản thân hưởng dụng, vì sao còn phải đem tin tức này truyền phát hình ra ngoài, cái này không phù hợp lẽ thường. Phó càn khôn ánh mắt tức khắc ảm đạm xuống, hiện ra hết vẻ thất vọng ngược lại cũng không thể nói là giả. Đại Hắc Miêu ngữ khí ngưng trọng, lẩm bẩm nói, trước mắt không gian này phong ấn, liền Miêu gia ta đều nhìn không thấu, tuyệt đối không là người bình thường có thể chế tạo ra, bất quá này thánh tinh, nhìn bề ngoài đang ở trong phong ấn, trên thực tế, đây là một cái phóng trận pháp, đem chỗ khác cảnh tượng phóng tại không gian phong ấn trên. Nói cách khác chúng ta nếu như bây giờ tiến nhập không gian này phong ấn, không có khả năng trực tiếp chứng kiến thánh tinh, thế nhưng này trong phong ấn, vô cùng có khả năng thật có thánh tinh tồn tại chương 2057, cực kính đan đế. Hồng hộc, phó càn khôn hô hấp một lần nữa trầm trọng, đại hắc miêu nói hiển nhiên là đang nói, không gian này trong phong ấn thật là có thánh tinh tồn tại, chẳng qua là tại địa phương khác. Mặc kệ, mặc kệ này thánh tinh thật hay giả, hiện tại tần trần tiểu tử ở bên trong, chúng ta liền đi một lần, nhìn một chút phiêu miểu cung cuối cùng đang dở trò quỷ gì. Phó càn khôn hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ ngược lại bọn họ là tới cứu tần trần phá hoại phiêu miểu cung kế hoạch mặc kệ thánh tinh thật hay giả đều có thể xông vào này không gian thông đạo bên trong mấy người các ngươi đi theo miêu gia ta này không gian thông đạo nhìn như chỉ là một cổng vào trên thực tế trong không gian chi lực thập phần hỗn loạn rất có thể là một cái ngẫu nhiên thông đạo nếu là chư vị tách ra xa một chút rất có thể sẽ bị hai bên truyền tống đến bất đồng địa phương đại hắc miêu khẽ quát một tiếng cuối cùng hắn cũng chỉ là ẩn giấu tại trong hư không cũng không thật đang xuất hiện siêu siêu siêu, từng đạo lưu quang lướt trên, tại đại hắc miêu dưới sự hướng dẫn, mọi người ào ào đi theo ở khác đến cường giả trong đội ngũ, ào ào xông vào đến không gian thông đạo bên trong. Vù vù không gian thông đạo lóe lên phía dưới, đoàn người trong nháy mắt biến mất. Hả, mà ở phó càn khôn hắn bọn chúng tiến nhập thông đạo là lúc, ở cách nơi đây hơn ngàn dặm bên ngoài một chỗ lôi hải tử địa trong, một lão giả ánh mắt nhảy xuống, vội vàng mắt nhìn lối đi kia chỗ. Ở trước mặt hắn, có một cái là bàn, là bàn tại phó càn khôn hắn bọn chúng tiến nhập thông đạo là lúc, chợt khiêu động một cái. Bàn nãy này tham linh la bàn đột nhiên khiêu động một cái, chẳng lẽ là có cao thủ gì xông vào. Lão giả mí mắt kinh hoàng, đúng là đấu vũ hội viên thiên hoán. Hắn nghe theo thượng quan hy nhi mệnh lệnh ở đây chờ, lợi dụng tham linh la bàn đến kiểm trắc vào nhập không gian trong phong ấn cường giả. Nữ đế đại nhân mặc dù nói muốn đem thiên lôi thành cùng lôi châu cảnh nội, thậm chí vũ vực nhị trọng thiên phụ cận toàn bộ cường giả hấp dẫn qua đây, nhưng đối với chân chính cao thủ đáng sợ, vẫn còn cần vạn phần chú ý để tránh khỏi đưa tới kế hoạch xuất hiện sơ hở. Viên thiên hoán, phát giác cái gì? Lúc này nhất đạo lạnh lùng tiếng âm vang lên, đồng thời một đạo thân ảnh trong nháy mắt rơi vào viên thiên hoán bên cạnh, đúng là thượng quan cổ phong, lãnh đạm hỏi. Nàng được phái tới tỏa trấn ở đây, để tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bái kiến thượng quan cổ phong đại nhân, ban nãy này tham linh la bàn đột nhiên khiêu động một cái, sở dĩ thuộc hạ, Viên thiên hoán vội vàng nói, ồ, thượng quan cổ phong nhướng mày, có thể để cho tham linh la bàn nhảy lên cao thủ. Ít nhất, cũng là đỉnh phong võ đế, dù sao tại thượng quan cổ phong các nàng trong mắt, cự phách võ đế đều không coi vào đâu, chỉ có đỉnh phong võ đế mới có thể làm cho hắn chú trọng. Là ai, người có từng thấy rõ? Chuyện này, viên thiên hoán cái chán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng run sợ nói, thuộc hạ cũng không phát giác có dị thường gì. Thật đúng là như vậy, lúc trước hắn đã thập phần chú ý quan sát cổng vào cũng không có chút nào phân thần nhưng xác định không thấy được có cái gì đáng giá chú ý người xuất hiện lấy phó càn khôn mà tạp lạp cùng người tu vi tận lực giấu giếm phía dưới há là này viên thiên hoán có khả năng phát giác nhưng thượng quan cổ phong lại ánh mắt ngưng lại một cổ lạnh lùng sát ý đánh tới người xác định không phát giác dị thường gì mà không phải ngươi lười biếng thuộc hạ xác định không phát giác dị thường gì viên thiên hoán nơm nớp lo sợ cả người mồ hôi chảy ra y phục đều ướt đẫm tại thượng quan cổ phong phía trước hắn cảm thụ được trước đó chưa từng có áp chế chỉ cảm thấy tim đập loạn quả thực muốn chết bất đắc kỳ tử mà đúng lúc này tham linh la bàn một lần nữa nhảy lên đem thượng quan cổ phong lực chú ý cho hấp dẫn tới ầm ầm chỉ thấy nhất đạo khí tức kinh khủng tại cửa thông đạo xuất hiện đây là một cái dâu tóc hoa bạch lão giả ánh mắt lãnh đạm ngưng mắt nhìn lối đi phía trước lộ ra vẻ khiếp sợ thượng quan cổ phong tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ Đan Các cực kính đan đế, điều này sao có thể? Nàng trong lòng hơi rung, cực kính đan đế chính là đan các uy tín lâu năm thái thượng trưởng lão, hôm nay đan các các chủ sư huynh, hơn 300 năm trước cũng đã là đan đế cao thủ cấp cường giả, nhất gần hơn 100 năm cũng sớm đã mai danh ẩn tích, không có chút nào tin tức, nghe đồn cũng sớm đã hóa đạo ngã xuống. Nhưng chưa từng nghĩ ở chỗ này chứng kiến, đan các khoảng cách Lôi Đình chi hải cách nhất trọng thiên, theo đan các biết được tin tức chạy tới nơi này cho dù cực kính đan đế này nhóm cao thủ, không có 10 ngày cũng không thể nào làm được, hắn là thế nào chạy tới. Thượng quan cổ phong cao mày, cực kính đan đế xuất hiện, vượt qua nàng dự liệu. Thánh tinh, dĩ nhiên là thật, không gian phong ấn bên ngoài, cực kính đan đế nhìn trước mắt thông đạo, mắt lộ ra khiếp sợ, bóng, hắn làm như cảm ứng được cái gì, phút chốc quay đầu. Ha ha ha, nhất đạo tiếng cười to vang lên, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện, đây là một tên hình thể hùng hồn cường giả, đi lại ở trong sấm sét giống như ma thần. Tại quanh người hắn, có đạo đạo long khí hiện lên, giống như chân long gầm thét, cuồn cuộn uy nghiêm. Thượng quan cổ phong lần thứ hai khiếp sợ, long bá thiên, ông tổ nhà họ long, hắn vậy mà cũng chạy tới. Cực kính đan đế tiền bối, nghĩ không ra đúng là tiền bối tự thân tới trước. Chứng kiến cực kính đan đế, long bá thiên hơi kinh hãi, cười rộ lên, trong giọng nói, lại mang theo một chút cung kinh ý. Long bá thiên mặc dù là ông tổ nhà họ long, đại lục cao nhất thế lực người cầm quyền, nhưng cực kính đan đế thành danh quá sớm, tần trần chỗ tại niên đại đó, chính là lớn lục thượng nổi danh đan đế, lại thêm là đương kim đan các các chủ sư huynh, cái thân phận này vô luận phóng tới chỗ nào, đều đủ để để cho người ta kiêng kỵ. Nghe tiếng đã lâu long ra long bá thiên trò giỏi hơn thầy, đem long ra tổ chức như thùng sắt, lại thêm đem long ra diệt thế chân long quyết tu luyện tới xưa nay chưa từng có đệ cửu trọng, chính là vạn năm không lạ thường mới, hôm nay vừa nhìn, quả thực như vậy cực kính đan đế ngưng mắt nhìn long ngạo thiên một cái mỉm cười nói long bá thiên quanh thân long khí sao động lại đem này lôi đình chi hải trong lôi đình đều bài xích ra ngoài bực này tu vi không thể khinh thường cực kính đan đế tiền bối bị chê cười ta long ra trước đó không lâu còn gặp trọng trọng một kích cái gì vạn năm không ra kỳ tài quả thật ngoại nhân truyền lại vọng ngữ long bá thiên khoát tay nói nhất nhất rất không thèm để ý hình dạng hắn cái này ông tổ nhà họ long luôn luôn cực kỳ bá đạo tại cực kính đan đế phía trước lại giống như một cái vãn bối cực kính đan đế cười cười đừng xem ông tổ nhà họ long như vậy hòa thuận nếu thật sự đem hắn làm thành là một cái tốt người nói chuyện vậy quá ngây thơ long ra tại vũ vực luôn luôn có bá đạo chi danh đây chính là cái động thủ không chút nào một điểm do dự chủ hai người này đến tức khác để cho không ít thông qua trước thông đạo đến thiên lôi thành cường giả tâm thần rung động liền tới gần cũng không dám tới gần từng cái tâm thần hoảng sợ vũ vực ông tổ nhà họ long đan các cực kính đan đế. Má ơi, hai cái này đại năng tại sao tới đây? Đúng là, long bá thiên đến sau, trực tiếp lấy tay, ầm ầm, một tên thiên lôi thành võ đế còn không có kịp phản ứng, liền bị một cái long chảo khổng lồ nhiếp qua đây, hỗn độn long chảo chấn động, cuồn cuộn cuồn cuộn, tản mát ra vạn cổ chịu y. Trường 2058, vụ ẩn môn lão tổ. Tiền bối tha mạng, thiên lôi thành võ đế kịch liệt giấy ruộng, nhưng ở long bá thiên kinh sợ phía dưới không thể động đậy, đường đường võ đế cường giả giống như giống như chim cút, bị vững vàng cầm bắt. Ha ha, lòng bá thiên, hướng về phía một tên tiểu bối xuất thủ, hơi quá đáng chứ. Lúc này, lại là nhất đạo tiếng cười khẽ vang lên, tiếng cười rất xa, nhưng lại rất gần, sau một khắc, nhất đạo sương mù thân ảnh theo trong hư không đi tới. Điều này hiển nhiên lại là một cái đỉnh phong võ đế cao thủ, hắn đi lại tại trong hư không, thân ảnh lờ mờ, phảng phất không tồn tại ở bên này không gian, chỉ là một hư ảnh, không cách nào phân biệt ra chân thân chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. trừ hoa hàn, lão tử động thủ, người còn phải để ý tới giáo. Long bá thiên nhìn người tới, tức khắc cười lạnh một tiếng. trừ hoa hàn, vụ ẩn môn lão tổ. Ở đây toàn bộ thiên lôi thành cường giả tất cả đều cả kinh nghiệm há lớn, con người đều nhanh trừng bạo, như là hai cái to lớn cây lụ. Vụ ẩn môn, đây cũng là một cái đỉnh cấp thế lực. Lôi Đình Chi Hải trong Thánh Tinh tin tức vậy mà hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy tới trước, để cho bọn họ tâm thần kịch chấn, cảm thấy trước đó chưa từng có rung động, nội tâm càng là nặng trịch. Có nhiều cao thủ như vậy ở đây, bọn họ còn có hy vọng sao? Đừng nói bọn họ, coi như là Thiên Lôi thành những thứ kia đỉnh cấp thế lực, cũng đau đầu hơn vạn phần, lòng nóng như lửa đốt đi. Đừng xem Thiên Lôi thành tại vũ vực bên trong địa vị cao cả, cường giả như mây, đặc biệt Thiên Tuần hội, đấu vũ hội cùng cao nhất thế lực người cầm quyền không phải là đỉnh phong võ đế, có uy danh hiển hách. Nhưng cùng đan các, vũ vực long gia, vụ ẩn môn cùng đại lục cao cấp nhất thế lực lão tổ so sánh. Ít nhất, tại danh tiếng ở trên ít nhất kém như vậy nhất tầng, có tranh lệch nhất định. Nếu như nói thiên tuần hội, đấu vũ hội nhóm thế lực là mãnh hổ xuống núi, như vậy đan các nhóm thế lực, đó chính là qua sông mãnh long, không thể khinh thường. Không chỉ có là những thứ này thiên lôi thành các cường giả, nơi xa, thượng quan cổ phong cũng cũng là thất kinh, cảm giác được không hay. Cái này sự tình nhưng rất lớn, cung chủ đại nhân phóng suốt tiếng gió, vậy mà hấp dẫn đến như vậy bao lớn cá sấu. Thượng quan cổ phong cao mày, nàng không nghĩ ra, cực kính đan đế những người này đến tột cùng là như thế nào chạy tới. Bị Long Bá Thiên hận một cái, trừ hoa hàn nhưng cũng cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười nói, Long Bá Thiên, lão phu nào có quản giáo ngươi tư cách, người lòng Giao Uy phong lẫm lẫm, uy trấn vũ vực, lão phu cũng không dám quản giáo ngươi. Hừ, Long Bá Thiên kêu một tiếng, cũng không có tiếp tục mở miệng, mà là bắt đầu hỏi thăm thiên lôi thành võ đế có liên quan không gian này phong ấn tin tức. Võ đế đối mặt hỏi thăm tự nhiên không biết không nói, trong lòng run sợ. Mà có long bá thiên đám người chấn thủ ở đây, rất nhiều thiên lôi thành rất nhiều cao thủ không khỏi nơm nấp lo sợ, không gian phong ấn trước thông đạo thoáng cái khoảng không một khối, lại không người có dũng khí xông qua, đều tại chờ đợi long bá thiên đám người quyết định. Cái này phiền toái, đan các cùng long ra, vụ ẩn môn cùng đỉnh cấp thế kẻ lực mạnh đều đến, Đối với chúng ta mà nói chỉ sợ là cái đại phiền toái a. À. Ma lệ ẩn giấu ở trong đám người, lúc đầu đang chuẩn bị xông vào không gian kia trong phong ấn, hiện tại cũng không dám có cử động, chỉ có thể nôn nóng đợi chờ ở một bên, sắc mặt u ám. Đại lục cao nhất thế kẻ lực mạnh, chỉ là một cái danh hiệu, liền có thể khiến người ta tràn ngập áp lực, những cao thủ này nhưng không có một là tốt sống trung chủ. Ha ha, này ngược lại chưa chắc. Xích phim Ma Quân ở một bên cũng là khẽ cười một tiếng, lộ ra vẻ đăm chiêu. Ma lệ không khỏi nghi hoặc nhìn sang, xích viêm đại nhân, giải thích thế nào. Xích viêm ma quân mắt sáng lên, dù gì nói, lần này không gian phong ấn, nếu là bản tỏa không đoán sai, sau lưng tất nhiên có phiêu miểu cung cái bóng, hiển nhiên là phiêu miểu cung thiết lập dưới một cái bẫy. Nếu như phiêu miểu cung thật chen tay vào trong, chúng ta muốn theo phiêu miểu cung trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, độ khó cực cao, nhưng bây giờ lại những gia hỏa này, bởi vậy, chúng ta ngược lại là có thể lợi dụng khi cơ hội, mượn gió bẻ măng nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn ma lệ mắt sáng lên lộ ra vẻ hưng phấn hắn làm sao quên mất này một cha thực lực bọn hắn khi tiến vào không gian trong phong ấn trong tất cả cao thủ không thể xem như là cao cấp nhất nếu là có thể mượn gió bẻ măng tất nhiên sẽ có lại thêm đại thu hoạch xích phim đại nhân đúng là cao minh ma lệ lập lúc hưng phấn cực kính đan đế tiền bối ngươi thấy thế nào long bá thiên cật hỏi xong võ đế sau thuận tay vừa võ đến ném ở một bên thì dường như ném xuống một cái rác rưởi một dạng, nhìn về phía cực kính đan đế. Theo võ đế trong miệng, bọn họ cũng biết sự tình chân chính đi qua. Cũng biết thiên lôi thành không ít cường giả đỉnh cao, có lẽ sớm ở tại bọn hắn đến nhiều ngày trước, cũng đã tiến nhập không gian này phong ấn, ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Nơi đây thông đạo chắc là một cái thế lực tận lực gây nên, tin tức chắc cũng là một cái thế lực có thể truyền bá ra. Cực kính đan đế tỉ mỉ nhìn chằm chằm không gian phong ấn cùng phong ấn bên ngoài thông đạo hồi lâu, mới trầm ngâm nói. Nơi xa thượng quan cổ phong tức khắc giật mình trong lòng, ánh mắt chợt hiện, chẳng lẽ lão già này nhìn ra cái gì đến. Long bá thiên mắt sáng lên, cười rộ lên, ha ha, cực kính đan đế tiền bối cùng long mỗ quan điểm cùng. Lấy bọn họ tu vi tự nhiên có thể nhìn ra này theo lôi đình chi hải ngoại vi trực tiếp truyền tống đến lôi hải tử địa thông đạo, cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là có người công phu chế tạo vết tích bất quá trước mắt không gian kia phong ấn, bọn họ lại là hoàn toàn nhìn không thấu. Long bá thiên cười nói, chẳng biết cực kính đan đế tiền bối ý như thế nào. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lối đi này, mặc dù có nhân công mở vết tích, thế nhưng không gian này phong ấn, lại không giống bình thường, thâm thúy không gì sánh được, tuyệt không phải ta vũ vực trong một cái thế lực có thể chế tạo ra, đặc biệt không gian trong phong ấn tản mát đi ra thánh tinh khí tức, cũng không phải là vô căn cứ, chẳng lẽ Long bá thiên ngươi còn có thể nhịn không vào đi? trừ hoa hàn suy cười một tiếng hai vị các ngươi nếu là muốn nghiên cứu liền tiếp tục nghiên cứu đi trừ mỗ cũng là trước phải đi một bước trừ hoa hàn mắt sáng lên cũng không lời thừa cước bộ bước vào trong nháy mắt lướt vào không gian kia trong phòng ấn cực kính đan đế sững sờ ngược lại cũng cười rộ lên cũng vậy đan các nhận được tin tức sau trước tiên thông chi lão phu mà lão phu cũng là lợi dụng chư thiên vạn giới đặc thù lực lượng mới có thể tại ngắn như thế trong thời gian đưa ở đây cùng ở đây lãng phí thời gian chỉ bằng đi trước tiến nhập tìm tòi kết quả nghĩ đến khác thế lực cũng ở đây nghĩ hết biện pháp chạy tới đi đi vào trước nói không chừng liền có một phần ưu thế cực kính đan đế giọng nói rơi xuống dĩ nhiên cười lướt vào không gian kia trong phong ấn long bá thiên mắt sáng lên theo sát mà cực kính đan đế cũng nhằm phía không gian phong ấn này ba đại cường giả đi vào trên sân mọi người ào ào thở phào một cái nữa cũng không có chút gì do dự ào ào hóa thành lưu quang tiến lên chỉ một thoáng thiên lôi thành vô số cường giả lần thứ hai như ánh sáng, từng cái sông vào trong thông đạo. Chúng ta cũng đi, xích phim ma quân thấy thế, mang theo ma lệ cũng lướt vào đi. Nơi xa, thượng quan cổ phong khuôn mặt ưng trí, tin tức này nhất định phải trước tiên thông chi cung chủ. Nàng tâm niệm vừa động, còn chưa kịp xuất phát, liền thấy tham linh la bàn phía trên lần thứ hai lóe lên, dễ nhận thấy lại có đỉnh phong võ đế xông nhập không gian trong phong ấn. Trên mặt nàng tức khắc hiện lên đau khổ, xem ra tình huống đã hoàn toàn vượt qua các nàng dữ liệu. chương 2059 có ý khác. Mà thông qua cực kính đan đế giao lưu, thượng quan cổ phong cũng minh bạch cực kính đan đế cùng bởi vì sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong chạy tới. Nghĩ không ra đan các vì để cực kính đan đế chạy tới, vậy mà thôi động chư thiên vạn giới, nói như vậy, long ra cùng vụ ẩn môn có thể chạy tới, cũng là lợi dụng trong thế lực không gian trí bảo. Nói như thế, huyết mạch thánh địa nhóm thế lực, cũng sẽ ảo ảo chạy tới thượng quan cổ phong xa vào trầm tư, cực kính đan đế đám người đến, ngay từ đầu xác định cho nàng mang đến lay động, nhưng lay động qua đi, nàng liền trước tiên tỉnh táo lại. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này chưa chắc đã không phải là một cơ hội, trưởng khống các đại thế lực cơ hội. Để cho công chủ đại nhân quyết định đi, thượng quan cổ phong mắt sáng lên, đại giáo viên thiên hoán tiếp tục xem thủ sau, trước tiên rời khỏi đi gặp thượng quan hy nhi. Ha ha, xem ra lâu mỗ ta tới muộn, tại thượng quan cổ phong sau khi rời đi không bao lâu, một tiếng ẩm vang, lại là một gã cao thủ đến, là một cái có dâu quai nón trỏm dâu đại hán, cầm trong tay một chiếc búa lớn, cười lớn xông nhập không gian trong phong ấn. Tại đại hán kia sau khi tiến vào, lại là một đạo thân ảnh hiện lên. Trần tư tư khí tức biến mất, chẳng lẽ là tiến nhập không gian này trong phong ấn. Còn có những thứ kia quỷ dị bóng đen, chẳng lẽ là theo không gian này trong phong ấn trốn tới. Người đến đứng ở thông đạo cổng vào, cao mày trầm tư, chính là huyễn ma tông tông chủ. Nàng là truy tung bóng đen kia, đưa tới mất đi trần tư tư tung tích, về sau gặp được một cái thiên lôi thành cường giả, mới biết được không gian phong ấn tin tức, lúc này mới chạy tới đầu tiên. Nàng xoay chuyển ánh mắt, chứng kiến không gian phong ấn bên ngoài thông đạo, lập tức cả kinh, lối đi này, tựa hồ là phiêu miểu cung nhất kiện không gian trọng bảo cấu trúc mà thành, chẳng lẽ chuyện này là phiêu miểu cung thiết kế ra được. Nàng trong lòng kinh hoàng, tức khắc cảm giác được bản thân dường như phát giác một bí mật không khỏi do dự. Thượng quan Hy Nhi bày một cái như vậy thông đạo, tất nhiên có ý khác, không gian này phong ấn. Huyễn ma tông chủ không khỏi do dự do dự, cuối cùng, nàng cắn răng một cái, cuối cùng vẫn vào vào không gian thông đạo bên trong. Kèm theo từng tên một cường giả tiến nhập, không gian trong phong ấn đen kịt một màu trong thiên địa, liên tục nghênh đón khách không mời mà đến. Một ít phổ thông cường giả tự nhiên bị ào ào khống chế. Nhưng giống như cực kính đan đế này nhóm cường giả, tự nhiên tuyệt không phải dễ dàng như vậy liền bị khống chế giết giết một tên bị khống chế võ giả chứng kiến cực kính đan đế tức khắc điên giống như giết tới cực kính đan đế mặt không đổi sắc nhấc tay một cái Âm, uhm, nhất đạo trói mắt hoa quang tức khắc nở rộ thiên địa chỉ thấy cực kính đan đế trên đỉnh đầu một đoàn nóng bỏng hỏa diễm nở rộ hỏa diễm này toàn thân kim sắc giống như một cái kim sắc thái dương một dạng đang nở rộ vô tận quang mang tại ngọn lửa màu vàng óng này phía dưới mấy đạo bóng đen tức khắc lộ ra vạn phần biểu tình kinh hoàng, thống khổ rằng co, sau đó một chút tiêu tán ra, bao gồm người võ giả kia trên thân bóng đen, cũng kêu thê lương thảm thiết một tiếng, một chút hôi phi yên diệt. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tên võ giả này tỉnh táo lại, hướng về phía cực kính đan đế liên tục dập đầu, lòng còn sợ hãi phía dưới, cảm động đến rơi nước mắt, nhưng cực kính đan đế cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là thì thào, bóng đen này, bình thường cổ quái, đến tột cùng là như thế nào tạo thành hắn ngưng mắt nhìn hướng đen kịt thiên địa chỗ sâu, nơi đây, dường như cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Siêu, hắn nhún người nhảy lên, từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu vàng oanh nhiễu bốn phía, hối hả biến mất ở cuối tầm mắt. Long ra lão tổ long bá thiên chỗ, tương tự gặp được những thứ này quỷ dị bóng đen. Cút ngay, giống, long bá thiên trên người có cổ lão long hình hư ảnh phóng lên cao, bộc phát ra từng đoàn từng đoàn khí thế ngút trời. Một đầu chân long hư ảnh, tại long bá thiên đỉnh đầu tạo thành, bộc phát ra khí thế làm chung quanh hắc khí ảo ảo tản ra, mắt trần có thể thấy, có vài đầu bóng người màu đen đang chuẩn bị đánh về phía long bá thiên, lại bị đạo này chân long long khí thoáng cái đánh bay ra ngoài. Thân thể không rõ, kém chút bị đánh tan, đây đều là cái gì quỷ, còn có trước chứng kiến những thánh tinh đó đây, long bá thiên tức giận đến cực điểm, không nghĩ tới sau khi chạy vào, vậy mà tiến vào một cái như vậy cổ quái thiên địa, buồn bực nhất là ở chỗ này, hắn vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy cửa ra. Không có cửa ra, như thế nào rời đi, trước đi vào trong nhìn một chút, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Long bá thiên lẩm bẩm một tiếng, rầm rầm rầm, hắn tại đây hoang dã trên cấp tốc chạy, kinh khủng long khí tứ tán sao động, đem đánh về phía hắn những hắc ảnh kia ảo ảo đánh văng ra, cấp tốc tới gần đen kịt thiên địa chỗ sâu. Mà bên kia, trừ hoa hàn thân hình như là tại trong hư không đi lại, thân hình hắn sương mù, phảng phất cũng không phải là chân thật thân thể một dạng, đi lại ở trên hư không, cho người ta cảm giác hết sức cổ quái. Vô số bóng đen theo bốn phía lướt đến, nhưng không cách nào tới gần hắn, ngược lại theo bên cạnh hắn chiết xạ ra. Bóng đen này đến là cái gì? Trừ Hoa Hàn hơi khiếp sợ, hắn này hư không bí thuật mặc dù là cử phách võ đế cường giả đều không cách nào va chạm vào hắn, nhưng bóng đen này lại mấy lần kém chút đánh tan làm trong lòng nặng trịch, như là đè ép một ngọn núi lớn, tràn ngập khói mù, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, không gian này phong ấn chi địa cũng không phải là bên ngoài theo như lời cái loại này bảo địa. Mà ở trong thiên địa này, còn có một người đi đường, đi lại tại bốn phía này, ngưng thần nhìn bốn phía đen kịt bóng đen. Đúng là phó càn khôn đoàn người. Lúc này, đại hắc miêu ngồi ở ma tạp lạp trên thân, mà ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ cả người nở rộ nhẹ nhẹ hắc sắc ma khí, mãnh liệt uy áp cuồn cuộn ra, tính toán kinh sợ những thứ này bóng người màu đen. Thế nhưng, những thứ này bóng người màu đen đối mặt ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ bực này dị ma tộc ma quân uy áp, cũng là cũng không có chút nào kiêng kỵ ngược lại mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác ngược lại cho ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ một ít mơ hồ áp bách trong có vài đầu bóng đen càng là không nhịn được nghi hoặc hung hăng nhào lên dĩ nhiên là bị đại hắc miêu bọn họ cấp tốc tiêu diệt mà ở trong có một đầu bóng đen sắp nhào chúng cơ như nguyệt thời điểm lại bị cơ như nguyệt trên thân toát ra tử quang cho đánh bay ra ngoài lộ ra vẻ hoảng sợ từ đó về sau những hắc ảnh này chỉ là vây quanh cơ như nguyệt các nàng chuyển căn bản không có dũng khí tới gần đại hắc miêu những hắc ảnh này đến là cái gì? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đều có chút hoảng sợ nhìn những hắc ảnh này, đối với nữ nhân mà nói, bốn phía này chi chít bóng đen, thường thường cho các nàng một loại thập phần sợ hãi cảm giác, cả người sợ hãi. Nếu là ta không đoán sai, đây cũng là một loại ma khí hóa thành ma ảnh. Đại Hắc Miêu hít mắt, thì thào nói ra, làm như đang trầm tư. Ma ảnh? Mọi người cao mày, Phó Càn Khôn càng là trầm giọng nói, chỉ là ma khí biến thành ma ảnh, lại có như vậy uy lực? Hắn là chạm tới một chút thánh cảnh đỉnh cấp cao thủ, tự nhiên có thể cảm nhận được, những thứ này mà ảnh thực lực rất mạnh, sở dĩ không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ, là bởi vì bọn hắn mỗi cái tu vi bất phàm, nhưng nếu là đổi thành võ giả bình thường tới trước, cho dù cử phách võ đế cũng có khả năng bị những hắc ảnh này khống chế.